Tôi đến từ một nơi hẻo lánh của thế giới. Tôi sinh ra ở một ngôi làng nhỏ bên ngoài thành phố mà chưa từng ai nghe nói tới. Tôi đã học rất tệ ở trường. Tôi không vào trường đại học. Tôi không có tương lai. Dựa theo ý kiến của những người xung quanh, tôi đã làm rất nhiều thứ. Nhưng tôi sẽ kể cho các bạn nghe một điều rất quan trọng. Tôi đã chịu trách nhiệm cá nhân cho tương lai của chính mình. Cuộc sống không có lối tắt và không có thứ gọi là miễn phí. Tất cả chúng ta đều muốn thành công và muốn chịu trách nhiệm về cuộc sống của chúng ta và làm điều gì đó khi chúng ta có cơ hội. Nhưng mà chúng ta không được cho cơ hội, nó không hề dễ dàng. Rowan sẽ cho chúng ta cơ hội. Tôi đã đưa ba công ty của tôi trên sàn giao dịch chứng khoán và đây sẽ là công ty số 4. Tôi đã thành lập ba công ty trị giá 1 tỷ đô mỗi công ty và Rowan sẽ là công ty số 4. Chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm bạn cần để bạn đi đến nơi mà bạn muốn đến. Xin chào tất cả các anh chị em. Và nếu bạn làm việc chăm chỉ với những gì bạn tin tưởng và sự cam kết cống hiến và thực hiện nó với đam mê, bạn sẽ thành công ở đây. Bởi đó là cách thế giới hoạt động. Cuộc sống vốn không công bằng, nhưng tất cả chúng ta đều là người chiến thắng. Chúng ta sinh ra để chiến thắng. Đừng bỏ cuộc. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng bao giờ để một ai đó kéo bạn xuống. Nếu mọi người cười về bạn hoặc nói là bạn chẳng làm nên trò trống gì vì bạn không học đại học, hãy chứng minh điều ngược lại bằng cách làm việc thêm 2 giờ nữa hàng ngày. Chúng ta đã biết nhau hoặc Rowan. Và bây giờ tôi muốn hỏi em trước tất cả các thành viên Rowan. Em có muốn cưới tôi không? Dạ. Em có muốn cưới tôi không? Chúng tôi đã làm một cái gì đó để cho công việc của bạn dễ dàng hơn, nhiều niềm vui hơn và làm việc nhanh hơn. Một thiết kế web hoàn toàn mới với các chức năng mới, một văn phòng hỗ trợ mới, và bạn hỏi khi nào nó sẽ ra mắt. Câu trả lời là hôm nay. Đừng quên bạn là người tiên phong. Bạn đang ở đây trước khi chúng ta thực sự cất cánh, trước khi làn sóng lớn này được lan tỏa trên toàn thế giới. Chúng ta là công ty phát triển nhanh nhất trong lịch sử. Xin chào các anh chị em. Bạn đã sẵn sàng cho tương lai với Rowan. Chúng tôi minh bạch, chúng tôi sẽ ở ngoài kia và cho mọi người thấy rằng chúng tôi sẽ còn ở đây mãi mãi. Chúng ta là ai? Rowan. Chúng ta là ai? Rowan. Bất khả thi là không gì cả. Impossible is nothing. Xin chào tất cả các anh chị em thành viên của My Rowan. Bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm một đoạn clip dài 2 phút rưỡi đó ha, để chuẩn bị chờ đón những anh chị em đang vô cùng livestream với chúng ta. Ok ha. Các anh chị em chú ý lắng nghe cái đoạn video clip này, bởi vì cái đoạn video clip này là một cái đoạn có thể được nói rằng là tạo ra sự hưng phấn cho rất là nhiều người ở trên khắp thế giới các anh chị. Ok, đó. Xin mời các anh chị em chú ý lắng nghe ha. Những gì bạn quan tâm hôm nay có thể là chiếc chìa khóa thành công cho những điều mà bạn mong đợi từ bấy lâu nay. Những điều này sẽ trở thành những phương tiện phục vụ cho mục đích của bạn để biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Mỗi thời kỳ sẽ có sự kiện lớn ra đời. Thập kỷ 70, công nghệ đi ba ra đời. Thập kỷ 80, công nghệ video ra đời. Thập kỷ 90, máy vi tính ra đời và kèm theo đó là sự ra đời của Internet. Bạn có thể thất bại nếu không biết cách thích nghi với xu hướng của thời đại, và không phải lúc nào bạn cũng có được những sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng đó chỉ là quá khứ, và bạn nên nhìn về một tương lai tươi sáng hơn, bởi vì trong mỗi thời kỳ đều xuất hiện những nhà tỷ phú, và chúng ta phải tìm hiểu xem họ đã trở thành tỷ phú bằng cách nào.
Trong những sách tuyệt vời của mình, Bolton Peter đã nói rằng trước năm 2010, hàng năm doanh số của nền kinh tế Mỹ sẽ tăng lên 1 tỷ đô la nhờ vào những cơ hội mà những cơ hội này sẽ dạy cho con người biết thêm về những sản phẩm mới, những phương thức phân phối hàng hóa hữu hiệu hơn, và tất cả những điều này được gọi là kinh doanh với tốc độ tư duy cao. Những cơ hội kinh doanh này cho con người biết thêm về những sản phẩm mới, dịch vụ cũng như những phương thức phân phối hàng hóa tốt nhất. Và điều quan trọng là bạn có thể tạo ra một cơ hội kinh doanh cho riêng bản thân nhờ vào những điều kiện thuận lợi ngay chính tại nhà của mình. Một công việc mà chúng ta có thể làm để tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi mà không cần phải đầu tư quá nhiều vốn, cũng như không phải nhức đầu với công việc quản lý nhân sự của mình. Một công việc hấp dẫn mà có thể giúp bạn kiếm được từ 100 đô la đến 5.000 đô la mỗi ngày hoặc nhiều hơn nữa, là một công việc dành cho thời gian dư thừa và bạn hoàn toàn có đủ khả năng để thực hiện công việc một cách đầy thuận lợi. Đã đến lúc chúng ta phải nắm bắt cơ hội. Chúng tôi chắc rằng các bạn sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Trong phần trình bày tiếp theo, chúng tôi sẽ giúp cho bạn nhận ra những khát khao để bạn đến với cơ hội kinh doanh này. Một phương tiện mà qua đó, bạn sẽ hiểu thêm làm thế nào để bắt tay thực hiện công việc kinh doanh tuyệt vời này. Và trong chỉ một thời gian ngắn, bạn sẽ có thể phát triển công việc của mình trên phạm vi toàn cầu. Đừng bỏ qua cơ hội giúp bạn có được một tương lai hoàn toàn tươi sáng. Chào mừng các bạn đến với ngành kinh doanh tiếp thị hỗ trợ đồng đội. Ok. Lời đầu tiên cho Minh Vũ xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em đang có mặt trong buổi livestream vào tối ngày hôm nay. Một lời chúc tốt đẹp nhất, một lời chúc cho tất cả các anh chị em có một buổi tối thật là an lành, và một buổi tối sau khi nghe cái chương trình livestream này thì các anh chị em sẽ ngủ ngon hơn. Ok ha. Thì hôm nay Vũ muốn chia sẻ với các anh chị em một số cái thông tin, và đồng thời sẽ có một vài cái chia sẻ thêm trong cái quá trình mà phát triển cái công việc kinh doanh của Rau Quanh đến với các anh chị em ha. Thì lời đầu tiên cho Minh Vũ xin gửi lời chúc mừng, nhưng mà quên lộn đi. Lời đầu tiên cho Minh Vũ xin thay mặt hệ thống Mai Rau Quanh xin gửi lời chúc mừng đến hai thành viên. Đó là thành viên Chu Phong và một thành viên nữa đó là Nguyễn Phi Hùng. Đó là hai thành viên này đã hôm nay đã đạt được cấp độ là Director 3 sao. Các chị ha. Đó, lời đầu tiên chúng ta xin gửi lời chúc mừng đến hai thành viên đó. Được chưa? Hồi nãy Vũ có đã đưa lên cái group, đó là những cái hình ảnh của hai thành viên đã đạt được Director 3 sao. Các chị em mình dùng ha. Và chỉ còn một bước nữa thôi, bắt đầu là những thành viên này sẽ chạm tới mức đó là resident, các anh chị ha. Ok, đó là điều tuyệt vời mà từ trước tới nay chúng ta có thể rằng là chưa từng thấy có một cái hệ thống nào có thể phát triển tốc độ nhanh như thế, đồng thời mà có thể rằng là tạo ra rất là nhiều cái giá trị cho cộng đồng ha. Ok, đó là cái đầu tiên xin gửi lời chúc mừng cho hai director 3 sao. Nhưng mà trước khi mà đi cái phần kế tiếp thì Vũ muốn nhấn mạnh cho các anh chị em nắm ý như thế này. Để đạt được director 1 sao, được chưa? Thì cái người đó đó là phải có ít nhất cái dòng thu nhập hệ thống nhị phân phải đạt được khoảng tầm 50.000 euro các anh chị. Được chưa? Thu nhập nhị phân á, nhánh trái và nhánh phải á, ít nhất phải là 50.000 euro. Đó là director 1 sao. Còn nếu mà director 2 sao thì rơi vào khoảng tầm là 100.000 euro các anh chị. Các anh chị em nắm ý không ạ? Ok ha. Và ngày hôm nay có tới 2 người đã đạt mức đó là director 3 sao. Thì cái mức nhị phân của họ đạt được trung bình khoảng 150.000 euro các anh chị. Tuyệt vời các anh chị. Ok ha. Và có thể nói rằng ngày hôm nay chắc có thể rằng là chỉ mới có được 105 ngày thôi, rơi vào khoảng 105 ngày hệ thống Rau Quanh có tiếng Việt ở thị trường Việt Nam. Các anh chị em hình dung ha. Đó là một điều rất là tích cực. Đồng thời đang chuẩn bị có những director 2 sao
rồi director 1 sao, hiện tại bây giờ là đã được mười mấy người rồi, đúng rồi các anh chị. Và hy vọng rằng là trong tháng này và tháng tới, được chưa, trước khi mà Rao có những cái sự thay đổi lớn trong thời gian tới đó, thì chúng ta sẽ tạo ra được ít nhất khoảng tầm là 30 tới 50 người, có khi 100 director 1 sao, được không ạ? Ok ha. Thì cách đây 2-3 ngày gì đó, Vũ có lướt sơ qua một vòng, thì Vũ đang thấy có khoảng tầm hơn 20 tới 30 người đang chuẩn bị mấp mé đạt được director 1 sao các anh chị. Tuyệt vời không các anh chị? Các anh chị em lưu ý như thế này, cái chuyện mà đạt được director 1 sao á, thì cái chuyện là cái người đó có thu nhập nhị phân nha, trái và phải, thì là khoảng 50.000 euro, được chưa? Nhưng bên cạnh đó, người đó sẽ được thêm một, thứ nhất là Dubai, thứ hai là Bahrain, thứ ba là Doha và Abu Dhabi. Ôi ôi, rất là đẹp các anh chị. 7 ngày liên tục qua những cái nơi đẹp nhất ở khu vực Trung Đông, được chưa các anh chị? Ok ha. Đó là một cái bước ngoặt của director 1 sao. Nhưng các anh chị em biết điều gì không ạ? Khi lên director 2 sao, các anh chị em được quyền dẫn thêm một người thân của mình, một người tuyến dưới của mình, hay là một đối tác của mình, hay một cái người gì đó mà mình yêu quý đi cùng. Tuyệt vời chưa? Ok các anh chị ha. Các anh chị em lưu ý nè, 1 sao thì được các anh chị em đi một mình, mà 2 sao là các anh chị em được dẫn thêm một người nữa. Ok ha. Nên rằng là các anh chị em cần phải chú ý rằng là ngoài cái chuyện khi ta đạt được director 1 sao rồi thì director 2 sao nhanh lắm các anh chị. Ok ha. Bởi vì ngày hôm nay sau 105 ngày đã có 2 director lên 3 sao, và hiện nay có mấy director là 2 sao và nhiều director 1 sao, và có rất là nhiều người đang chuẩn bị lên director 1 sao. Và hy vọng rằng là cuối năm nay, đúng không ạ, chúng ta có thể tụ tập về Dubai, được chưa, để tận hưởng trong một tuần tuyệt vời sau nhiều tháng chúng ta đang phải đấu tranh với cơn đại dịch, chúng ta không có thể đi đâu được hết, hoặc chúng ta rất là hạn chế, đúng không ạ? Và hy vọng trong thời gian ngắn tới đây mọi thứ sẽ được vận hành trở lại một cách tốt hơn. Để làm gì ạ? Để cuối năm chúng ta tận hưởng một cái chuyến đi thật là tuyệt vời. Ok ha. Rồi, đầu tiên thì Vũ mong muốn các anh chị em chú ý rằng là gì? Hãy hướng tới director 1 sao, rồi 2 sao, rồi 3 sao, rồi resident. Ok ha. Rồi, bây giờ Vũ sẽ đi vào một cái phần kế tiếp. Đó là cái phần này thì không biết nói làm sao. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái phần này nó rất là quan trọng các anh chị. Mà ngày hôm qua giờ các anh chị em đã chứng kiến rằng là gì? Có một sự tăng tốc rất là tuyệt vời, và có nhiều người đã đạt được một cái phần thưởng mà giống như là trúng số các anh chị. Các anh chị em biết điều gì không ạ? Ngày hôm qua công ty ra thông báo, đó là chương trình khuyến mãi nâng cấp miễn phí, gọi là X3. Các anh chị em lưu ý ha. Thì nhiều anh chị em đã chuẩn bị trước đó rồi. Là bởi tại sao vậy? Bởi chúng ta luôn luôn có những kinh nghiệm, được chưa? Luôn luôn có những kinh nghiệm và luôn luôn có sự chuẩn bị, nên rằng là có rất là nhiều người trong vòng ngày hôm qua giờ đạt được rất là nhiều kết quả, rất là tuyệt vời các anh chị ha. Bây giờ trước khi mà nói về chi tiết về phần mà gọi là chương trình khuyến mãi, thì Vũ cũng xin thưa với các anh chị em như thế này. Công ty ra thông báo rằng là những ai tham gia trước đó là ngày 22 đó, thì đều được hết các anh chị. Thì cái hôm đó là Vũ mở ra Vũ kiểm tra, có nghĩa là chưa khuyến mãi, chưa có chương trình khuyến mãi, và cũng không có ai biết rằng sẽ có chương trình khuyến mãi. Mà các anh chị em biết điều gì xảy ra không ạ? Là ngày hôm đó có tới tổng cộng là 480 mấy người tham gia. Các anh chị em mình vô biết. Ngày hôm đó, trước đó một ngày khuyến mãi á,
có tới 480 mấy người tham gia. Tuyệt vời quá. Còn ngày trước đó nữa thì là tới hơn 400, khoảng tầm 420 mấy. Wow, ngày bình thường thôi mà đã như thế rồi. Thì các anh chị em tưởng tượng trong những chương trình khuyến mãi thì thế nào? Các anh chị em hình dung ý ha. Thì các anh chị em biết được điều rằng là những cái người mà tham gia trước đó một ngày, được chưa? Thì 400 mấy chục người tham gia đó đều automatic, gọi là đều tự động được nâng cấp miễn phí X3. Ok chưa? Thế thì bây giờ Vũ sẽ sơ lược cho các anh chị em cái chương trình mà khuyến mãi này để cho các anh chị em nắm kỹ hơn. Đối với những anh chị em mới chưa hiểu về cái này thì Vũ sẽ chia sẻ để cho các anh chị em nắm kỹ hơn một xíu để chúng ta không bỏ lỡ cơ hội này. Thì chương trình này, khuyến mãi này được bắt đầu vào từ ngày 22, được chưa, tháng 3, và kết thúc vào ngày 15 tháng 4, được chưa, là rơi vào 25 ngày các anh chị. Đây là một chương trình khuyến mãi dài nhất và tuyệt vời nhất. Và hy vọng rằng là gì? Sau kết thúc chương trình này, chúng ta sẽ có nhiều thứ đến với chúng ta, nhiều sản phẩm hơn. Và đặc biệt hơn nữa, sau chương trình khuyến mãi, được không? Thì là bắt đầu tới chương trình, đó là chia, gọi là chia, giống như gọi là chia cổ tức các anh chị, đồng thời chia tiền vào 18 cái bể tài chính, để chúng ta sẽ nhận được hàng tháng và hàng quý, được chưa? Những ai mà gọi là sở hữu cổ phiếu nhiều thì sẽ được chia nhiều, được chưa? Và những ai mà phát triển hệ thống tốt mà được lọt vào nhiều cái bể tài chính thì được chia nhiều. Và ở đây Vũ muốn thông báo các anh chị em như thế này, điều tuyệt vời nhất mà từ trước tới nay chúng ta đang phải rất là lo lắng, chúng ta không biết ngày nào, giờ nào. Và chúng ta cứ hỏi đi hỏi lại rồi chúng ta cứ phải rất là nhức đầu trong cái việc đó, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay chúng ta đã có cụ thể ngày đó, tháng đó, năm đó, đúng chưa? Và quy gọi là giống như là gọi là cái thời gian để mà chia cho chúng ta cụ thể luôn, các anh chị hình dung không? Đối với những ai mà sở hữu cổ phiếu thì được chia 3 tháng một lần, hay gọi là chia theo quý, được chưa? Còn đối với những ai mà lọt vô 18 cái bể tài chính thì sẽ chia theo tháng. Ok ha. Rồi bây giờ Vũ sẽ nói sơ lược về cái chương trình khuyến mãi để cho các anh chị em nắm như sau. Một, đối với thành viên mới, có nghĩa là đối với những người mà chưa tham gia vào round, chưa đăng ký vào round, ngày hôm nay nếu họ đăng ký tham gia 99, được chưa, thì hệ thống sẽ automatic tự động, gọi là tự động nâng cấp lên thành 299. Ok chưa? Từ automatic có nghĩa là tự động các anh chị. Ok, chia sẻ thêm xíu tiếng Anh thôi đó, cho nhiều người, để cho nhiều người biết hơn. Ok ha. Còn đối với những ai mà tham gia gói 299, nó sẽ tự động nâng cấp lên thành 799. Ok chưa? Nhưng khi mà automatic nâng cấp lên 799 thì tài khoản các anh chị sẽ nhận lên tới là 1000 giá trị cổ phiếu của Afigo và Mister. Ok chưa? Rồi, bên cạnh đó, nếu mà tham gia 799 thì nó sẽ tự động nâng cấp lên là 2499. Nhưng lúc này tài khoản của chúng ta sẽ nhận về là 3500. Wow, tuyệt vời chưa? Ok ha. Đó là chương trình, đó là một cái cơ hội, gọi là trúng số trước ngày mà Rao có những cái chuyển biến mới và bắt đầu chia cổ tức, cũng như là chia lợi nhuận hàng tháng cho những ai có công. Những anh chị em nào đang là thành viên cũ, được chưa, thì sẽ được như sau. Ví dụ thành viên cũ đang là 99, gói 99, thì ngày hôm nay chỉ cần nạp thêm 200, được chưa? Thì thay vì bình thường nạp thêm, gọi là nâng cấp thêm 200 nữa, thì nó sẽ lên là 299, đúng không ạ?
Vậy thì khi mà ngày hôm nay chương trình khuyến mãi, anh chị em nâng cấp thêm 200, lập tức tài khoản các anh chị em sẽ lên 299, nhưng nó sẽ tự động lên là 799. Được chưa? Ok chưa? Tuyệt vời chưa? Và lúc này giá trị của cái tài khoản đó, sở hữu gọi là giá trị tài sản đó, là tương đương với 1.000 euro. Được chưa? Trị giá Afigo và Mister. Ok. Còn đối với những ai mà đang là 299, có nghĩa đang là gói 299, là những người đã tham gia, những người cũ, thì sao ạ? Thì chỉ cần thêm 500 nữa thôi. Được chưa? Thêm 500 nữa thôi. Thì lúc này, người này sẽ lên, có nghĩa là người này thêm 500 nữa để nâng cấp, thì lúc này người này sẽ lên là 799. Đúng chưa? Thì lúc này đang có chương trình khuyến mãi, thì lập tức người này sẽ tự động automatic nâng cấp lên thành là 2499. Ok chưa? Được chưa? Đó, các anh chị em hình dung như thế. Và bây giờ Vũ sẽ sơ lược lại để cho các anh chị em hình dung như thế này. 99 gọi là white, 299 gọi là black, 799 gọi là gold, được chưa? Và 2499 gọi là titanium. Còn thêm một cái mức nữa, đó gọi là titanium RO. Titanium RO này chỉ xuất hiện khi có chương trình khuyến mãi. Còn bình thường nếu không có chương trình khuyến mãi thì sẽ không xuất hiện titanium RO. Đây là titanium RO là một cái hình thức để giúp cho những ai gọi là muốn tích lũy thêm tài sản. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì ở RAL, những ai mà đạt được tới mức titanium rồi thì có muốn mua thêm, có muốn sở hữu thêm nhiều cổ phiếu, nhiều tài sản hơn nữa thì cũng không thể. Được chưa? Vậy thì chỉ có thông qua chương trình khuyến mãi thì mới có thể rằng là gì? Lên titanium RO để làm sao? Để hưởng thêm khoảng tầm 3.500. Để làm gì? Để tích lũy thêm tài sản Afigo và Mister. Và ngày tới ngày 15 tháng 4 thì hai cái tên gọi là owner right này, gọi là quyền chủ sở hữu này, nó sẽ đổi thành một cái tên gọi là Round 1 Reward. Có nghĩa là tất tần tật sắp tới đây chỉ nghe tới là Round 1 và Round 1, phần thưởng Round 1, Round 1 thôi. À, tất cả mọi thứ là tập trung vô một tên à, Round 1. Đó, để cho các anh chị em hình dung một cách rất là dễ dàng. Ok, bây giờ Vũ sẽ chia sẻ các anh chị em cái cách như sau để mà lên được titanium một cách dễ dàng nhất, một cách hiệu quả nhất và chi phí thấp nhất có thể. Được chưa? Bình thường chúng ta phải chi ra là 2499 thì chúng ta mới lên được titanium. Được chưa? Lên titanium chúng ta được 3 quyền lợi. Quyền lợi đầu tiên đó là gì? Chúng ta sở hữu được nhiều cổ phiếu, đúng chưa? Thứ hai, chúng ta được titanium là được một cái gọi là vị trí, gọi là giống như là một cái cấp độ đó là cao hơn trong tất cả các gói kia. Thì lúc này á, nếu mà chúng ta phát triển hệ thống nhị phân thì chúng ta sẽ nhận max out thu nhập trong một tuần lên đến là 20.000 một tuần, được chưa? Và thứ ba, nếu mà chúng ta ở cấp độ titanium, chúng ta được hưởng margin tới 5 đời, mỗi đời 10%. Được chưa? Đó là những cái mà chúng ta sẽ được hưởng nhiều hơn khi mà chúng ta đạt được cái danh hiệu gọi là titanium. Ok ha. Và thêm một cái nữa, đó là titanium thì các anh chị em sẽ được hưởng hoa hồng Dreamline bonus. Gọi là hoa hồng này là hoa hồng của những người mà đăng ký sau chúng ta. Có nghĩa là khi chúng ta tham gia thì tất cả những ai trên thế giới này mà tham gia thì họ tham gia sau chúng ta. Thì đây là một khoản hoa hồng. Là gì? Khi mà chúng ta ở titanium thì cái mức mà chúng ta có thể kiếm lên tới một tuần lên đến là được 2.250 euro trong một tuần. Được chưa? Và chúng ta được hưởng là liên tục như vậy 4 tuần. Nhưng đầu tiên chúng ta sẽ ở từng bước, từng gọi là từng cái level 1. Được chưa? Từng thứ hạng 1. Thứ hạng 1 đầu tiên là 2,5 euro. Rồi thứ hạng thứ 2 là 5 euro, 7,5 euro. Rồi 10 euro, rồi 15 euro, 20 euro, rồi 50 euro, 100 euro. Và từ tăng lên. Và cứ mỗi thứ hạng như thế này chúng ta sẽ nhận được 4 lần. Ok chưa?
Rồi, đó là để cho các anh chị em người cũ và người mới chưa rõ, thì ngày hôm nay Vũ chia sẻ như thế để cho các anh chị em nắm rõ hơn, được chưa? Để chúng ta không mất đi những cái quyền lợi mà chúng ta đang được hưởng trong 25 ngày khuyến mãi này. Và lưu ý, đừng có giống như những lần trước. Các anh chị em lưu ý nha, đừng có giống như những lần trước. Những lần trước chúng ta hay có hiện tượng rằng là nước tới chân mới chạy. Có nghĩa rằng là tới canh cái ngày cuối cùng khuyến mãi, hoặc là còn 2-3 ngày cuối cùng, hay là 1 giờ cuối cùng, rồi bắt đầu mới ra quyết định. Làm vậy lúc đó không có biết hoặc là không có cốt để mà tham gia đâu. Rồi á, cái người mà giới thiệu chúng ta đó, họ không có xoay ra được cốt, hoặc là không xoay ra được biết, hoặc lúc đó biết biến động, rồi mua rồi nó thất thoát tiền bạc cho những cái người mà họ giúp chúng ta nâng cấp. Hoặc là chúng ta mua gói, các anh chị em lưu ý ha, mình hãy nói với những người mới, những người khách, những người mà đang gọi là những người con người tiềm năng, những người đang tìm hiểu về rau, thì sao ạ? Ngày hôm nay biết cơ hội nên tập trung vô, đó là gì? Làm luôn đi, chứ đừng có chờ tới cái ngày mà nước tới chân rồi á, là ngày cuối cùng, ngày 24, 25, rồi bắt đầu mới đằng ra quyết định. Như vậy á, là nó làm cho ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Các anh chị em hình dung ý ha. Đó, mình phải khéo, mình nói với họ, hoặc là bản thân của chúng ta cũng vậy. Chúng ta nên chuẩn bị từ bây giờ để chúng ta nâng cấp lên là Titanium hoặc là Titanium Pro. Ok ha. Và Vũ bây giờ Vũ sẽ chia sẻ các anh chị em một cách mà lần trước chúng ta đã chia sẻ rồi. Đó là gì? Đối với những ai mà là thành viên mới, được chưa? Đối với những ai là thành viên mới, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một cách như sau để làm gì? Thứ nhất là ít tiền nhất, nhưng mà chúng ta lại được cái giá trị cao nhất. Đó là đối với những người thành viên mới, thì chúng ta sẽ tham gia 99 đồng. Được chưa? Sau đó, chúng ta chờ nâng cấp, nó sẽ tự động nâng cấp lên thành 299. Rồi sau đó chúng ta chỉ cần thêm 500 nữa thôi, thì lập tức chúng ta sẽ lên cái gì ạ? Lên 2499. Và lúc này trong tài khoản của chúng ta nhận về lên tới là 3500. Được chưa? Ok ha. Lưu ý, các anh chị em chú ý này, chúng ta đang có 25 ngày để tận hưởng cái chương trình khuyến mãi này. Ok, được chưa? Nên ráng là làm sao tập trung từ bây giờ. Ok ha. Để cho nhiều người được tận hưởng cái chương trình khuyến mãi này, được tận hưởng sở hữu những cái giá trị tài sản trước khi mà rao ra mắt nhiều thứ đằng sau lưng đó và sau ngày 15 tháng 4. Ok ha. Đó là chương trình về chương trình khuyến mãi. Bây giờ Vũ sẽ tiếp tục thêm một cái phần nữa, đó là lưu ý trong cái phần mà khuyến mãi này nó sẽ hay bị lùm xùm, và có rất là nhiều thành viên hay bị lùm xùm trong cái việc đó là chương trình thưởng 14 ngày. Có người thì về 125 đồng, có người thì về 1.000 đồng, có người thì về 750 đồng. Cái xong bắt đầu là tại sao tuyến dưới mình nó về 1.000, mà tại sao mình về có 750? Rồi tại sao mà mình cũng đúng 14 ngày, mà tại sao tiền không về mà người khác lại về? Ô ta nói là tùm lum tùm la hết các anh chị. Lưu ý các anh chị, 14 ngày nhưng có đúng giờ hay không? Đúng chưa? Mình đừng có đếm theo cái ngày là ngày gì, ngày của mình, mà mình có cái khung thời gian trong cái văn phòng của mình. Mình truy cập vô trong đó, nó có cái phần là bonus, mình bấm vô cái phần là fear of loss. Nếu mà tiếng Anh đó là fear of loss, còn nếu mà tiếng Việt nó gọi là hoa hồng sợ bị mất. Được chưa? Đó, thì các anh chị em bấm vô thì nó có giờ để làm gì? Để mà nó cập nhật. Sau khi kết thúc 14 ngày nó sẽ báo hết còn bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút. Đó, thì các anh chị em chú ý cái việc đó. Ok chưa? Thêm một chú ý nữa trong phần là hoa hồng 14 ngày này, thì Vũ cũng chia sẻ như thế này. Bình thường hệ thống, khi mà các anh chị em tham gia, các anh chị em giới thiệu được 4 người, được chưa? Khi mà các anh chị em tham gia, có nghĩa là từ lúc các anh chị em đăng ký, được chưa? Thì nó đã tính là 14 ngày, được chưa? Từ ngày các anh chị em đăng ký, chứ không phải là từ cái ngày mà các anh chị em vô gói. Không phải. Mình đăng ký ngày hôm nay, rồi 5 ngày sau mình vô gói, rồi mình tính của cái ngày mình vô gói,
rồi xong đó thêm đó là 14 ngày là sai, được chưa? Ngay lúc các anh chị em vừa đăng ký xong là đã tính giờ cho 14 ngày rồi. Cái này chỉ một lần duy nhất kể từ lúc đăng ký thôi. Các anh chị em hình dung không? Hoa hồng này chỉ một lần duy nhất. Đó là gì? Khi các anh chị em giới thiệu được 4 người, được chưa? Tham gia 99 thì các anh chị em được thưởng 125. Còn 4 người là 2499, đâu? 299 thì các anh chị em được 375. Còn nếu mà 4 người 799 thì các anh chị em được 1000. Còn nếu mà 4 người 2499 thì các anh chị em được là bao nhiêu? 3000. Ok chưa? Nhưng khi mà chương trình khuyến mãi diễn ra thì các anh chị em chú ý như sau. Bởi vì á rằng là số tiền thực họ nạp vào á nó rất là ít, nhưng mà họ vẫn được lên cấp. Thì sao? Thì cái số tiền thực nhận mình nhận về nó không phải rằng là 3000 hay là ví dụ là 750 hay là 500 hay là 375 hay là 125, mà các anh chị em lưu ý như sau. Ví dụ ngày hôm nay mình tham gia đúng không? Mình giới thiệu được 4 người mà dùng cái phương pháp là tham gia 99 rồi chờ nó nâng cấp lên thành 299, rồi sau chúng ta thêm 500 thì chúng ta lên được 2499, đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ lên là Titanium, đúng không? Và chúng ta giới thiệu được 4 người với phương cách như thế. Thì vậy các anh chị em để ý này, trong hệ thống nó vẫn báo là gì? Các anh chị em đạt được là gì? Lên là 3 phần, là có nghĩa 4 phần. Có nghĩa rằng nó sẽ hiện lên trong cái văn phòng, các anh chị sẽ hiện lên 100% trên là 125, 100% là trên 375, 100% trên là 1000, rồi 100% trên là 3000. Các anh chị vô ạ. Nhưng các anh chị em lưu ý này, bình thường không khuyến mãi, để giới thiệu được 4 Titanium này, đúng không ạ? Thì người ta phải chi ra là 2499, thì lúc này chúng ta mới được 3000. Nhưng với chương trình khuyến mãi thì người tham gia họ được lợi rất là nhiều. Các anh chị em hình dung với á, cái chương trình này là chương trình kích thích dành cho thành viên mới. Nên rằng là chúng ta sẽ nhận như sau. 4 người này thực ra họ chi ra là 599, nhưng họ vẫn lên Titanium. Thì lúc này mình sẽ nhận về, phần lớn là người ta sẽ nhận về là khoảng 750 cho tới 1000. Được chưa? Nhưng mà có những trường hợp như sau. Có những trường hợp như sau. Đó là ngày hôm nay họ đang ở cái gói là 299, gọi là Black. Họ tham gia vào thời kỳ chưa khuyến mãi, nhưng mà ngày hôm nay họ thêm 500 thì họ vẫn lên được Titanium. Thì lúc này nó không thể trả là 1000 được, đúng không? Khi mà chúng ta giới thiệu 4 người mà trả là 599 thì có phải là chúng ta được một, thường thường là bữa giờ là nhiều người nhận được về 1000, nhưng mà tại sao có những người nhận là có 750? Thì phần lớn là cái phần này á, là có thể rơi vào trường hợp đó là gì ạ? Là cái người này tham gia trước khuyến mãi, được chưa? Mà người này đang ở là Black, gọi là 299, sau đó người này thêm 500 và lên luôn Titanium, thì lúc này cái số tiền nó sẽ bị hụt đi xuống một xíu. Các anh chị em chú ý không? Ok ha. Và ở đây Vũ nói luôn các anh chị em như thế này, khi các anh chị em tham gia, các anh chị em làm và các anh chị em đạt được, các anh chị em lưu ý, thành viên họ được rất là nhiều và chúng ta cũng được quyền lợi rất là nhiều. Các anh chị hiểu biết nên rằng là gì? Nên rằng là mình phải nhìn kỹ, đếm kỹ, được chưa? Còn đó là do là mình đếm, nhưng mà hệ thống máy tính họ tính hết rồi, nên là phần lớn là rất là ít em. Cái mạng nó hay bị cúp. Các anh chị em chờ Vũ một xíu, Vũ kiểm tra. Rồi ok ha. Đó là cái mà các anh chị em cần chú ý, được chưa? Công ty thưởng theo cái số tiền thực mà họ nạp vào. Các anh chị em nắm ý ha. Để làm gì? Để thứ nhất vừa kích thích cho, gọi là phần thưởng cho những người phát triển hệ thống. Đồng thời chương trình thưởng, chương trình khuyến mãi nó giúp cho cộng đồng của chúng ta lan tỏa rất là nhanh, được chưa? Ok. Ngày hôm nay và ngày hôm qua có một số người họ hỏi sao mà công ty có nhiều chương trình khuyến mãi như thế? Thế thì câu chuyện bây giờ Vũ hỏi các anh chị nè. Các anh chị em thấy Grab không? Hay Uber không? Ngày xưa có Uber đúng không? Hay Grab đúng không?
Các anh chị em thấy nó khuyến mãi nhiều không? Nhiều đúng không? Gần như lúc nào cũng khuyến mãi á. Các anh chị em có để ý rằng là gì? Mấy cái website như là Booking này hay là Agoda này, đặt phòng khách sạn này các anh chị, gần như lúc nào cũng có khuyến mãi hết. Mà họ giảm 30%, 40%, 50%, có những lúc giảm lên tới 70%. Các anh chị em hình dung biết không? Bởi vì sao vậy? Họ tính được cái giá trị họ sẽ thu lại được khi mà họ tạo ra các cái chương trình. Đó. Còn có nhiều người họ nghĩ như thế này nè. Thế thì Rao đăng chắc là một chương trình khuyến mãi này để mà kiếm được một số tiền, xong rồi là Rao trốn. À, có nhiều người nghĩ như thế. Vũ hỏi các anh chị em như thế này nè. Vừa rồi Vũ gặp một người. Là gì? Cái người đó họ nói rằng là phần lớn tất cả các công ty khi ra chương trình khuyến mãi là số tiền như thế, nhưng mà số lượng thể được nhiều hơn. Có nghĩa là giống như là số lượng coin hay là số lượng cổ phiếu hay là số lượng cổ phần hay gì đó, nó sẽ nhiều hơn. Có nghĩa là tiền vẫn nạp như thế, nhưng cái số lượng cổ phiếu nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà các anh chị em có để ý rao không? Các anh chị, nếu mà các anh chị em có để ý rao là gì? Số tiền nó sẽ được ít hơn, số tiền bỏ ra ít hơn, nhưng mà cái số cổ phiếu, cái số mà tài sản của mình nhận về nó lại nhiều hơn. Nếu mà một công ty mà họ làm cái cách để mà họ gom tiền xong họ đi á, thì Vũ hỏi các anh chị rằng là bao nhiêu chương trình như thế và họ vẫn trả ra đầy đủ như vậy, và gần như chúng ta được lợi rất là nhiều. Mà chúng ta cứ có nhiều người họ suy nghĩ cái giống như là tại vì họ tham gia nhiều cái sân, họ bị chết rồi, họ bị mất rồi rất là nhiều, nên rằng là khi mà họ đến một cái gì họ cũng mang những cái tiêu cực đó. Các anh chị em hiểu ý chỗ này ha. Nên các anh chị em phải chú ý chỗ này. Bình thường ngày hôm trước, cách đây 2 ngày có hàng chục người họ vẫn tham gia là 2499 các anh chị. Họ vẫn nạp tiền vô là 2499 để họ hưởng 3500. Nhưng hôm nay chương trình khuyến mãi thì vẫn nhiều người chỉ nạp vô là 599, người ta vẫn được như thế. Thế thì nếu mà ví dụ bình thường mà không ai tham gia, đúng không? Cứ anh chờ tới khuyến mãi mới tham gia. Thực ra biết chừng nào, bản thân Vũ và tất cả mọi người cũng không ai biết có chương trình này. Các anh chị em hình dung ý không? Và các anh chị em có để ý rằng là ráp đi, lâu lâu cứ gửi về các anh chị em chương trình khuyến mãi này, các anh chị em đi từ đây tới đó, đúng không? Khuyến mãi đi miễn phí, ta nói tràn lan luôn, lúc nào cũng có ấy. Vấn đề câu chuyện rằng là gì? Họ đang xây dựng nền tảng các anh chị. Họ đang xây dựng nền tảng, họ thấy được cái gì giá trị. Thì sao? Giá trị nằm ở chỗ rằng là khi xây dựng được cộng đồng lớn, thì cái chuyện, ba cái chuyện khuyến mãi, ba cái gì đó phụ thêm á, nó không phải là cái vấn đề lớn. Các anh chị nhớ, bởi vì khi họ tạo ra được một đế chế lớn rồi á, thì những cái của cải, cái giá trị nó nằm đằng sau lưng đó, nó rất là nhiều các anh chị. Cái đó mới là cái quan trọng các anh chị. Các anh chị em thấy không? Cách đây mấy hôm, có những cái làn sóng nói về cái mạng mà gọi là Zoom các anh chị. Gọi là tạo các nhóm để mà trao đổi với nhau, để làm việc với nhau. Các anh chị em thấy không? Đa phần chúng ta xài chế độ là miễn phí. Lâu lâu chúng ta mới tăng thêm để chúng ta trả tiền thôi. Thế thì bây giờ Vũ hỏi này, dưới 100 người là miễn phí, thế thì có bao nhiêu người trả tiền cho Zoom đó? Rất là ít đúng không? Mà có trả thì cũng chỉ có vài chục đô một tháng thôi. Nó đâu có nhiều đâu. Nhưng mà đa phần là miễn phí. Nhưng mà các anh chị em biết rằng là gì? Vừa rồi á, họ ICO hôm đó, mà cái ông chủ đó, ông kiếm về lên tới bao nhiêu các anh chị biết không? Hơn 3 tỷ đô cho một cái phần mềm gọi là Zoom thôi, để mà tập, để gọi là gì? Họp nhóm thôi. Nên là các anh chị em phải chú ý rằng là gì? Ở Rao, họ thấy được những cái lớn hơn. Họ tạo ra cộng đồng. Quan trọng nhất là gì? Trong giai đoạn này là giai đoạn khủng hoảng. Và cả thế giới này đang khủng hoảng các anh chị. Bao nhiêu công ty đang phá sản. Các anh chị mình vô không? Và bao nhiêu con người bắt đầu rơi vào tình trạng thất nghiệp. Và đây là cơ hội trong vòng 25 ngày chúng ta để có thể rằng là gì? Tạo ra hàng triệu thành viên ở trên khắp thế giới. Hoặc là gì? Tác động tới một cái sự tích cực, đó là gì? Hàng triệu người đang thất nghiệp. Mà ngày hôm nay nghe tới rao. Thì sao? Rao quanh. Thì sẽ sao? Có nhiều người sẽ đến với Rao quanh.
hoặc là sẽ có nhiều người họ sẽ chú ý tới Rawan. Tại vì bình thường các công ty khác không có chương trình gọi là không có bị khủng hoảng, họ quảng cáo rất là nhiều bởi vì họ có rất là nhiều tiền để họ quảng cáo. Và có phải rằng là gì? Có phải rằng là chúng ta cứ nghe hết quảng cáo của hình như tất cả các cái tập đoàn. Ngày hôm nay bị dịch này, ai mua xe hơi thì làm sao phải quảng cáo xe hơi? Đúng không ạ? Rồi ngày hôm nay bị dịch như này, đâu có đi du lịch được đâu, thì mấy cái công ty du lịch nó đâu có quảng cáo được đâu. Các anh chị em hình dung đi ạ. Rồi ngày hôm nay rồi các quán bar, rồi nhà hàng, rồi máy bay, nó đâu có bay được đâu, đâu có ăn được đâu, thì các cái công ty nó không có quảng cáo nữa. Thì sao ạ? Thì con người không bị tác động nhiều quảng cáo. Đúng không ạ? Thì ngày hôm nay rao chơi chiến lược là 25 ngày khuyến mãi, thì có phải rằng là gì? Nó tác động lớn hơn không? Giống như bây giờ vừa hỏi này, một ngày mà các anh chị em nghe tới hàng trăm, hàng ngàn cái thông tin quảng cáo, các anh chị em đâu có chú ý thằng nào đâu. Đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay các công ty kia nó khủng hoảng hết rồi. Các chị em hiểu không? Các công ty trong giai đoạn họ đang bị đứng hình rồi, họ không hoạt động được trong thời kỳ khủng hoảng này. Đúng chưa? Thì sao họ không thể, không có chạy quảng cáo nữa? Thì có phải rằng rao cái giai đoạn này là giai đoạn mà rao cần phải tác động tới nhiều người không? Thì họ mới ra chương trình nhiều như thế. Các chị em không tin rằng là gì? Đa phần những công ty nào không bị ảnh hưởng nhiều trong thời kỳ mà dịch như này, đúng không ạ? Thời kỳ khủng hoảng này, thì các công ty đó nó sẽ tăng cường quảng cáo. Các chị em sẽ chú ý từng chỗ đó, các chị em sẽ thấy. Còn mà ngày thường mà không có chương trình, ngày thường nha, mà không có bị khủng hoảng, các chị em để không? Mở ra là các chị em thấy du lịch, mở ra là vé máy bay, mở ra rằng là xe hơi, mở ra là xe này xe kia, mở ra là cái sản phẩm này sản phẩm kia, mở ra là nhà hàng này nhà hàng kia, mở ra là khách sạn này khách sạn kia, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có thấy không? Rất ít, gần như là hiếm luôn. Đó, cái mà sự khác biệt là nằm ở chỗ đó các anh chị. Nên rằng chúng ta phải có một góc nhìn nó khác đi các anh chị. Được chưa? Không phải cái nào cũng như cái nào. Ok ha? Đó là Vũ muốn chia sẻ để cho các anh chị em hình dung. Được chưa? Còn lại các anh chị em lưu ý này. Trong quá trình mình làm thì sao ạ? Thì mình cứ từng bước khám phá. Được chưa? Ngày hôm nay chúng ta đang rảnh mà, chúng ta đâu có làm gì đâu đúng không? Chúng ta ngồi trong phòng đúng không? Chúng ta ngồi ở nhà đúng không? Hoặc là chúng ta kiếm một cái góc nào đó để chúng ta sao mở điện thoại ra, mở máy tính ra, chúng ta nghiên cứu hết về rau đi. Đúng không ạ? Không biết tiếng Anh thì là mở ra dịch tiếng Việt. Đúng không ạ? Đó thì chúng ta cứ xem từ từ từng phần, hoặc là chúng ta sẽ xem lại tất cả những cái đoạn video clip của rau nè. Được chưa? Hoặc các cái chương trình livestream nè. Hoặc là trên YouTube có rất là nhiều người họ chia sẻ về rau nè, mỗi người một ý. Các anh chị em nghe hết đi. Thì cái người nào hay các anh chị em nghe, đúng không ạ? Thì nghe khúc này, tổng hợp lại dần, mình có được nhiều thứ. Và lúc này chúng ta sẽ có được nhiều cái thông tin hơn, đúng không ạ? Đôi lúc chúng ta lại có được nhiều kinh nghiệm hơn. Các anh chị em hình dung biết tại sao người ta phải mất tới 4-5 năm người ta mới học xong đại học. Nhưng mà tại sao có những người họ chỉ mất trong vòng 1 tháng thôi, họ cũng có thể học hết được kiến thức của đại học? Bởi vì các anh chị em để đi, 4 năm đại học nhưng mà thực ra thời gian để mà học được bao nhiêu? Đâu có bao nhiêu đâu. Đúng không? Nhưng mà sao những người họ phấn đấu muốn giỏi trong lĩnh vực nào đó, họ thì họ mày mò nghiên cứu, từ sáng tới tối họ nghiên cứu về lĩnh vực đó, họ liên tục lên, liên tục 1 tuần 1 tháng luôn. Họ nắm chắc tất cả mọi thông tin, họ vững chắc hết rồi, mọi thứ rồi. Thì lúc này họ ra, họ chiến đấu, họ ra, họ làm. Hoặc là họ ra, họ diễn thuyết hay họ làm cái gì đó. Họ cũng sẽ sao? Nắm chắc nhiều thông tin hơn, nhiều cái kiến thức hơn và nhiều kinh nghiệm hơn. Các chị em hiểu ý ha? Ok ha? Cái quan trọng là cái mong muốn của mình này, cái tâm huyết của mình này. Mình dồn vào cho cái công việc của đó này. Để làm gì? Để mà mình muốn đạt được kết quả. Và các anh chị em biết được rằng là gì? Những con người trong rau, trong 105 ngày, có rất là nhiều người đã thay đổi các anh chị. Và có nhiều người họ đạt được những giấc mơ mà từ trước tới nay họ chưa đạt được. Đúng không ạ? Và trong 105 ngày, họ dành hết toàn bộ thời gian để làm gì? Họ làm cày ngày cày đêm, từ sáng tới khuya, từ khuya tới sáng. Họ làm, ta nói rằng là không ngủ luôn. Các anh chị em hình dung biết, họ cày, họ làm mà ta nói rằng tốc lực luôn các anh chị. Nên rằng là các anh chị em phải hình dung rằng là gì? Là họ mới đạt được cái kết quả như thế. Chứ không khơi khơi rằng là giống như chúng ta ở ngày giới thiệu được người,
hai băng hàng giới thiệu được một người thì biết, rồi biết chừng nào mới thành công. Các anh chị em hình dung yếu, rồi biết chừng nào mới thành công. Người ta một ngày người ta chia sẻ 10 người, 20 người, 50 người, 100 người, 1.000 người thì lúc này nó mới sót ra được vài người. Các anh chị em hình dung ý. Đó, cái quan trọng là gì? Mình nắm kiến thức rồi, mình có thông tin rồi, bắt đầu mình chia sẻ. Mình chia sẻ 10 người thì sao? Chưa có ai quan tâm sao? Mình chia sẻ thêm 10 người nữa, rồi thêm 100 người nữa. Rồi chúng ta sẽ có người quan tâm, và khi có người quan tâm thì sao? Thì họ sẽ tham gia, họ làm thôi. Được chưa? Ok ha. Đó là cái mấy cái ý mà Vũ muốn chia sẻ để cho các anh chị em nắm. Ngày hôm nay chúng ta có nhiều thời gian nên chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Ok ha. Rồi, bây giờ Vũ sẽ dành thêm một ý nữa. Đó là về vấn đề rằng là trong thời kỳ khuyến mãi này cũng là thời kỳ đang bị dịch rất là nặng các anh chị. Và nguy cơ bùng nổ dịch này ở Việt Nam mình nó cũng có các anh chị. Và hiện tại bây giờ là đã xác nhận là hơn 100 người rồi. Đó là con số báo nói. Các anh chị em hình dung ấy. Nhưng thực tế rằng là nó nhiều hơn như thế. Thực tế là nó nhiều hơn như thế. Nên ở đây các anh chị em lưu ý, mặc dù là chúng ta có chương trình thưởng, chương trình khuyến mãi và đây là một thời cơ chúng ta, nhưng tất cả mọi hành động của chúng ta trong quá trình phát triển, chúng ta ứng dụng được online nhiều chừng nào, được chưa? Nhiều chừng nào thì tốt cho chúng ta từng đấy, được chưa? Và tất cả mọi hành động của chúng ta nếu có đi ra gặp, gỡ, nhóm hay rằng là hệ thống hay là người mới thì chúng ta phải xem xét, được chưa? Phải, chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng về cái chuyện này. Bởi vì các anh chị em nhớ nè, đạt được director, đạt được resident, các anh chị em kiếm thật là nhiều thì sao? Nhưng mà lỡ mà mình có xảy ra vấn đề gì thì cũng không có vui, được chưa? Và các anh chị em biết là dịch thì nó sao? Thì nó sẽ lan tỏa cho nhiều người. Nên ngày hôm nay Vũ Thẩn khẩn thiết với các anh chị rằng là, chia sẻ với các anh chị rằng là mình đừng có ý y. Thực ra mình đừng có ý y, được chưa? Và thêm một cái nữa, Vũ cũng nói với các anh chị em như vậy. Nếu bình thường chúng ta đã gặp anh nhau nhiều rồi, thì cũng trong thời kỳ này chúng ta hạn chế gặp nhau. Bởi vì chúng ta gặp nhau rồi chúng ta cũng ngồi uống cà phê, rồi pháo, nói chuyện thôi. Đúng không? Vậy thì tốt nhất chúng ta ứng dụng online nhiều hơn, nói chuyện thông qua Zalo, đúng không? Thông qua Facebook, thông qua nhiều cái nền tảng. Để làm gì? Hạn chế các cuộc gặp như thế, được chưa? Chừng nào mà bí quá, gấp quá chúng ta mới gặp. Nhưng mà khi chúng ta gặp thì chúng ta phải trang bị, gọi rằng là gì? Bảo vệ cho chúng ta, được chưa? Chứ không phải rằng là vô một cái cuộc gặp xong thì sao ạ? Lúc đầu vô á, là 10 người đeo khẩu trang hết, nhưng mà để đi một lát ngồi hồi á, là tháo khẩu trang hết rồi. Sẽ có người này tháo khẩu trang, mấy người kia đeo khẩu trang rồi thì mình hở được khẩu trang, đúng á, mình mở khẩu trang thì đâu có sao đâu. Không, các anh chị em nên nhớ, không phải cái con virus đó, nó sẽ ở trong không khí, trong môi trường mà gọi là gì, trong môi trường mà máy lạnh của mình á, mà mình hoặc là trong môi trường mát nó cũng sống được lâu, hoặc là gì, cái nước bọt của mình, được chưa, mà nó văng vô trên bàn, trên ly, trên tách, hoặc là trên cái cánh tay cửa cầm, đúng chưa, thì nó cũng sẽ gây lây lan cho những người khác. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Nên mặc dù là chương trình khuyến mãi, mặc dù rằng là chúng ta đang được hưởng rất là nhiều thứ, nhưng tất cả mọi hành động của chúng ta, tất cả mọi cuộc gặp gỡ chúng ta cần phải kỹ lưỡng hơn, được chưa? Ok ha. Bởi vì hy vọng rằng là chúng ta thành công cùng với rau, nhưng chúng ta vẫn thoát qua được cái giai đoạn rằng là gì, dịch bệnh này. Chúng ta không được ý y, bởi vì dịch bệnh đó, nó là kẻ thù nằm trong không khí mà chúng ta không biết được các anh chị. Được chưa? Chúng ta không có mắt thấy được. Mắt chúng ta không thấy được. Mũi chúng ta không ngửi được. Tai chúng ta cũng không nghe nó được. Đúng không ạ? Các anh chị em hình dung, cái kiến của chúng ta, kiến hiển vi chúng ta cũng không thấy được đâu. Các anh chị em hình dung ý. Nên rằng là gì? Tất cả mọi thứ chúng ta phải cẩn thận, phải để ý. Ok. Nếu các anh chị em có gặp nhau mà tốt nhất rằng là ngồi ở ngoài sáng, gọi là ngồi ngoài nắng, được chưa, gọi là
ngoài trời đó, được chưa? Hạn chế môi trường máy lạnh. Các anh chị em có để ý rằng là gì? Đa phần các cuộc lây nhiễm phần lớn là nằm ở trên môi trường máy bay đúng không? Hoặc là môi trường trong các tòa nhà đúng không? Hoặc là trong các môi trường mà gọi ẩm thấp, hoặc là trong môi trường mà máy lạnh, đúng không? Hoặc là môi trường va chạm với nhau, hoặc nói chuyện gần với nhau. Đó, hoặc là nói chung là nơi đông người. Thì chúng ta tốt nhất khi có gặp hệ thống thì chúng ta ngồi cách xa nhau ra, nhìn nhau cũng được rồi, có sao đâu, đúng không? Hạn chế bắt tay. Tất nhiên ngày hôm qua mình mới bắt ông đó, mình mới bắt cái tuyến dưới của mình xong, ngày hôm qua mình mới bắt tuyến trên của mình xong, đúng không? Rồi chúng ta cứ ý gì, đúng không? Nhưng mà mình đâu có biết được rằng là tất cả những cái cuộc va chạm của chúng ta nó bị dính đâu. Tốt nhất rằng chúng ta hạn chế, được chưa? Bởi vì cả thế giới ngày hôm nay đang gặp vấn nạn đó các anh chị. Nên rằng là chúng ta không thể ý y được các anh chị. Bởi vì chúng ta đang sống trong một cái giai đoạn khủng hoảng về kinh tế, khủng hoảng rất là nhiều thứ. Chúng ta mà bị gọi là bị nặng trong cái vấn đề dịch này nữa mà lan tỏa nữa thì chúng ta sẽ tiêu tan các anh chị. Có thể chúng ta khá giả, chúng ta có thêm tiền, nhưng các anh chị em phải luôn chú ý cho nó nè. Ở ngoài kia có rất là nhiều người đang khổ sở các anh chị. Các anh chị em hiểu ý chỗ này ha. Nên rằng là chúng ta khống chế được là tốt. Chúng ta cứ bảo vệ cho bản thân của mình và bảo vệ cho hệ thống của mình, bảo vệ cho những người xung quanh mình, tránh xa những cái việc mà gọi là gì? Gọi là va chạm hoặc là xúc tác gây ra những cái vấn đề mà liên quan tới truyền nhiễm gọi là dịch bệnh. Được không ạ? Ok ha. Cái này ngày hôm nay Vũ muốn chia sẻ kỹ hơn để các anh chị em chú ý về cái chuyện này để tránh xa ra. Được chưa? Tránh xa ra để không có bị vô cái dịch bệnh này. Bởi vì chỉ cần một người bị thôi mà nhiều khi rằng là chúng ta cứ nể nang nhau. Các anh chị em mình vô, chúng ta cứ nể nang nhau. Rồi xong bắt đầu chúng ta gặp gỡ nhau, vẫn bắt tay chào hỏi với nhau mừng. Ừ, thằng đó nó giàu mà, thằng đó nhiều tiền mà nó còn không lo. Thì mình lo cái gì? Nhưng mà thực ra cái người bị đó họ đâu có biết là họ bị đâu các anh chị. Các anh chị em mình vô á. Thực ra tới đó bắt đầu là mình cứ hay nói này nói kia, mình chửi nó sao mày không có tự cách ly đi. Bây giờ vừa hỏi các anh chị này, cách ly 14 ngày các anh chị em ở 3 ngày trong phòng rồi, các anh chị em nổi chịu nổi không? Cái phòng của mình là đầy đủ rồi, trong nhà của mình thôi là mình đã thấy khổ rồi. Chứ đừng nói rằng là nó đi nhét cho mình vô một cái ký túc xá, một cái nơi nào đó, hoặc là một cái nơi công cộng nào đó, rồi một cái cắm trại nào đó, các anh chị em ở trong đó 14 ngày cách ly, đúng không? Thì các anh chị em hình dung rằng là nó nhiêu khê và nó khổ sở như thế nào. Bản thân mình thôi nè, ở trong cái ngôi nhà của mình nè, mình không bước ra khỏi nhà trong vòng 3 ngày thôi là mình đã không chịu nổi rồi, đúng không? Vậy nên tốt nhất rằng là gì? Hạn chế những cái chuyện đó là gì? Và gọi là chúng ta phải đọc những cái bước an toàn cho chúng ta, được chưa? Và cho hệ thống của chúng ta. Ok chưa? Nhắc đi nhắc lại ba cái chuyện này. Bởi vì sao? Cả thế giới họ nhắc, nhưng mà có rất là nhiều người vẫn ý y trong việc này. Và đôi khi bản thân Vũ cũng thấy rằng là gì? Chắc cũng không sao đâu. À, mình cứ nghĩ vậy. Đó, cái đó không phải đâu các anh chị. Ok ha. Rồi, chúng ta bỏ qua cái phần này. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cái phần khác. Rồi, trong cái vấn đề mà thời điểm này là thời điểm mà chúng ta sẽ đón nhận được nhiều người đến với hệ thống Myra One. Thì một lần nữa, Vũ xin nói với các anh chị, đối với những anh chị em mới, thì khi hôm nay mới bắt đầu đăng ký vào round, thì hãy nhớ rằng là gì? Hãy bảo vệ tài khoản của chúng ta, được chưa? Và lưu ý là đừng có đặt những cái bật mật khẩu mà trùng với cái username, hoặc là đặt những cái mật khẩu mà dễ nhớ, được chưa? Trùng với cái username. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nhiều khi mình vừa đăng ký xong rồi mình chụp cái màn hình điện thoại của mình, cái username nó lên, mình khoe trên group, trên đây trên đó, mình khoe chỗ này khoe chỗ kia. Nhiều người á, các anh chị em lưu ý chỗ này, ở đâu cũng có môi trường có người tốt người xấu cả, đúng không? Nhưng mà các anh chị em nên nhớ, chỗ nào mà đang tạo ra nhiều của cải, tạo ra nhiều tiền, gọi là tạo ra nhiều giá trị, thì ở đó sẽ xuất hiện nhiều người không tốt, đúng không? Các anh chị em hình dung nhé.
Nên rằng là việc đầu tiên chúng ta cần phải chú ý đó là gì? Phải KYC các cái tài khoản của chúng ta, bảo vệ thật chặt, được chưa? Bên cạnh đó chúng ta lưu ý, ngày hôm nay chương trình khuyến mãi diễn ra, sẽ có nhiều người hay có cái gọi là đăng ký dùng cho mọi người, đăng ký dành cho dùng cho những người khác. Thì việc quan trọng nhất đó là gì? Đừng có đăng ký trùng cái mật khẩu giống nhau, nguyên cả nhóm 10 người, 20 người, 50 người, 100 người, cái đăng ký mật khẩu theo một kiểu giống nhau hết. Vậy thì sao? Chỉ cần có một người nào đó trong cái nhóm đó mà họ có một cái ý nào đó xấu, họ về họ thay đổi hết thì sao? Lúc đó sẽ gây ra những cái hậu họa. Đúng không? Các chị em lưu ý ha. Cái việc này cứ lặp đi lặp lại, diễn đi diễn lại hoài. Mà là gì? Nên rằng là các anh chị em phải chú ý việc này, phải truyền thông cho những người khác, những người trong hệ thống của chúng ta, những người mới của chúng ta biết về mấy cái chuyện này để bảo vệ cái tài sản của chúng ta. Được chưa? Ok ha. Rồi, thêm một cái nữa mà Vũ muốn dặn các anh chị em như thế này. Các anh chị em lưu ý là đừng có dồn hết, tại vì ngày hôm nay chúng ta có thể kết nối được Facebook, kết nối được Zalo. Có nhiều người họ vô, họ nói với Vũ rằng là sao tôi nhắn tin cho mày sao, hay là em nhắn tin cho anh chị, nhắn tin cho em không trả lời rồi này kia. Thực sự nếu mà mình không có kết bạn trên Zalo, trên Facebook á, thì bạn có, ví dụ hệ thống hay những người nào đó nhắn tin á, Vũ cũng không có nhận được. Các anh chị em hình vô, cũng không có nhận được tin nhắn. Đó, nên rằng là gì mà nhận được tin, không có nhận được tin nhắn thì làm sao biết để mà trả lời. Nhưng mà các anh chị em trong đầu cứ đinh ninh rằng là đã gửi tin nhắn. Đó, nên rằng là các anh chị em lưu ý như thế này. Ngày hôm nay trên website MyRaOne á, của chúng ta á, có rất là nhiều thông tin trên đó, đúng không ạ? Nhiều người trên đó, tuyến trên của chúng ta trên đó, director từ 1 sao cho tới nhiều sao có trên đó, đúng không ạ? Sắp tới sẽ có nhiều director ở nhiều nhóm khác nhau. Thì Vũ cũng khuyên các anh chị em như thế này, việc quan trọng nhất đó là gì? Hãy liên hệ với người giới thiệu trực tiếp của chúng ta. Bằng mọi giá, làm cái gì, vướng cái gì, cứ liên hệ trực tiếp với người trực tiếp của chúng ta. Người trực tiếp không xử lý được, nói người trực tiếp, liên hệ với người trực tiếp đó, được chưa, để xử lý. Chứ đừng có dồn về cho một người, đừng có dồn về cho tuyến trên, làm như vậy không có hiệu quả các anh chị. Trong vòng tuần tới Vũ xây dựng xong một cái gọi là có một cái chỗ, thì Vũ sẽ dùng bảng, dùng tivi, tất cả mọi thứ đầy đủ hết, để Vũ sẽ hướng dẫn cho các anh chị em, gọi là giống như là training, hướng dẫn cho các anh chị em để các anh chị em dễ dàng hơn trong cái việc mà phát triển. Còn bây giờ thì Vũ đang nói như vậy để cho các anh chị em nắm ý, rồi bữa nào Vũ sẽ dùng bảng, sẽ chia sẻ cho các anh chị, hướng dẫn cho các anh chị cái cách để làm sao phát triển hệ thống nó bền hơn, nó mạnh hơn và nó không có bị gãy giữa chừng. Các anh chị em hình dung ý. Nên chú ý các anh chị ha. Việc quan trọng nhất là khi làm cái gì, liên hệ với người trực tiếp của chúng ta. Người trực tiếp không xử lý được, kêu người trực tiếp của chúng ta liên hệ với cái người kế tiếp đó, được chưa? Rồi trong cái nhóm đó, chứ đừng có dồn về cho một người, được chưa? Đó, chúng ta tìm ra những cái người nào mà họ có khả năng á thì sao, và gần chúng ta nhất để làm gì, để hỗ trợ với nhau, như thế mới mạnh được, được chưa? Các anh chị em mà cứ dồn lên hết cho một người hai người á là không ai xử lý được hết, mà như thế nó sẽ gây ra một cái tình trạng là gì không? Tình trạng nhiều khi á, mình nhắn tin nhưng mà người đó không đủ khả năng để mà xử lý. Bắt đầu chúng ta nói, cái thằng đó nó khinh mình, thằng nó không có thèm trả lời cho mình, thằng đó nó như thế này, như thế kia, chị đó như thế này, chị đó như thế kia. Như vậy nó khó các anh chị. Ok ha, rất là khó xử. Cách tốt nhất là liên hệ trực tiếp với người giới thiệu của mình, được chưa? Rồi xong rồi, nói với người giới thiệu trực tiếp của mình đó, mà không hiểu á, thì đi tìm đi câu hỏi đi, tìm trên đó nữa. Liên hệ với cái người giới thiệu đó để mà xử lý rồi quay lại xử lý cho tôi. Các chị em hình dung á, như vậy á, rằng là gì, nó sẽ rất là hiệu quả trong cái việc phát triển hệ thống. Ok ha. Rồi, bây giờ là qua cái phần kế tiếp. Cái phần này là mang tính chất là một cái yếu tố trong cái việc mà phát triển hệ thống. Trước tiên thì cho Vũ xin uống tí nước cái đây nhá. Có nhiều người á, bây giờ chúng ta tới cái phần mà gọi rằng là hướng dẫn, chia sẻ, trải nghiệm để các anh chị em nắm ý. Rồi trong quá trình đó chúng ta sẽ dùng những cái ý đó, chúng ta có thể là phát triển hệ thống một cách nhẹ nhàng hơn, tâm lý thoải mái hơn. Thì Vũ muốn chia sẻ các anh chị em về cái ý như sau.
Hệ thống là quan trọng nhất, đội nhóm quan trọng nhất, khách hàng là phụ. Hôm nay Vũ muốn chia sẻ cho em chị cái ý này để chúng ta phát triển hệ thống nó tốt hơn, mạnh hơn. Nhiều công ty, nhiều nơi cứ trêu chúng ta là khách hàng là thượng đế, khách hàng là quan trọng nhất. Không, đừng có nghĩ vậy. Nếu mà phát triển hệ thống thì đừng có nghĩ vậy. Các anh chị em hình dung ha, nếu chúng ta bán sản phẩm á, thì chúng ta hay nghĩ như thế. Nhưng chúng ở đây chúng ta là xây dựng hệ thống thì chúng ta đừng có nói như vậy. Chúng ta phải lưu ý nè, đội nhóm là quan trọng nhất. Được chưa? Khách hàng là phụ thôi. Các anh chị em lưu ý, đội nhóm mới là quan trọng. Nên là ngày hôm nay có nhiều người á, vì cuộc hẹn của một ai đó, xong bắt đầu là tuyến trên không xử lý được, tuyến trên không hỗ trợ được, không có đủ thời gian hoặc quên. Bắt đầu rằng là gì không? Tại anh mà tôi mất khách hàng, tại anh mà tôi mất khách hàng, tại chị mà tôi mất khách hàng, tại em mà chị mất khách hàng, tại em mà chú mất khách hàng, anh khách mất khách hàng, rồi khách hàng giận anh, rồi không cái này kia. Các chị em lưu ý hơn này. Khi mà đi kinh doanh á, tất nhiên mình có khách hàng á, mình hẹn khách hàng hay mình làm cái gì đó, thì cái việc đó rất là quan trọng, đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị em phải chú ý chỗ này này. Mình có thể nói lại với khách hàng một cách đó là gì? Nhẹ nhàng. Nhưng các anh chị em phải nhớ rằng là phải tôn trọng trong đội nhóm với chúng nào. Được chưa? Bởi vì đội nhóm mới là quan trọng các anh chị. Bởi vì các anh chị em phải lưu ý này. Có đội nhóm, các anh chị em có thể tạo ra hàng ngàn khách hàng. Nhưng các anh chị em có hàng ngàn khách hàng chưa chắc đã tạo ra được một đội nhóm đâu. Các anh chị em hình dung không? Các anh chị em hình dung không? Bởi vì sao vậy? Các anh chị em chú ý này. Một mình các anh chị á, có thể hỗ trợ cho được 10 khách hàng. Nhưng các anh chị em không thể hỗ trợ cho hàng ngàn khách hàng được. Mà chính vì cái chỗ này các anh chị em không thể giàu được. Các anh chị em mình vui á. Nên là đội nhóm mới là quan trọng. Tại sao vậy? Nếu các anh chị em có 100 người là những người mà gọi rằng là gì? Gọi là đồng đội chúng ta. Những người mà gọi là trong team của chúng ta. Đội nhóm của chúng ta mà có được 100 người. Cùng ý chí, cùng chiến đấu, cùng làm việc thì sao? Thì 100 người có thể hỗ trợ hàng nghìn người. Lúc này á, chúng ta mới giàu được. Các anh chị em hình dung ý á. Chứ đừng có đặt nặng quá vào cái chuyện rằng là gì, chăm ông này, chăm ông kia, khách hàng này, khách hàng tôi, em bị mất hết cái này hay mất hết cái kia. Dẹp đi, đừng có nghĩ vậy. Các anh chị em phải chú ý rằng là gì, mình xây dựng cái đội nhóm và những con người trong đội nhóm chúng ta, từng nhóm, chúng ta tôn trọng nhau. Ngày hôm nay chúng ta mất một khách hàng không quan trọng, nhưng mà chúng ta mất đồng đội chúng ta mới là vấn đề chính. Các anh chị em mình vô á. Bởi vì sao vậy? Các anh chị em chú ý này. Kinh doanh hệ thống á, nó là kinh doanh con số, nó là một cái gì đó, nó mang tính chất khoa học các anh chị. Chứ không phải khơi khơi là làm là được đâu, không phải. Mà là các anh chị em lưu ý này. Phải trình bày cho 100 người người rồi, có khi 1000 người rồi mình mới tìm ra được một người, đúng không? Một người làm việc. Đúng không ạ? Các anh chị em mình vô á. Tất nhiên mình có thể rằng là gì, bán được 100 sản phẩm, nhưng chưa chắc đã tìm ra được một người để gọi là một người mà cộng tác để làm gì, để tạo ra khách hàng. Các anh chị em lưu ý này, tạo ra khách hàng thì rất là dễ, nhưng mà để tạo ra được một đại lý cực gì khó các anh chị. Không phải dễ đâu các anh chị. Kinh doanh truyền thống hay kinh doanh gì cũng vậy, khách hàng tạo ra rất là dễ, nhưng đại lý tìm ra rất là khó. Không phải tự dưng nó có đại lý đâu các anh chị. Các anh chị em hình dung biết không? Nên rằng là gì, những người hợp tác với mình nè, những người cùng làm với mình nè mới là quan trọng các anh chị. Các anh chị em hình dung biết. Bởi vì tập hợp được sức mạnh của đội nhóm á, thì chúng ta có thể rằng là gì, tạo ra hàng nghìn, hàng chục nghìn khách hàng. Cái đó mới là cái quan trọng. Ok ha. Nên là có nhiều người á, cứ chăm chú tới cái người khách hàng của mình quá. Tất nhiên mình phải tôn trọng người khách hàng của mình, đúng không? Nhưng đừng có vì những cái này, vì những cái kia mà sao mà mình đi á, rằng là thù ghét, hay là ví dụ mình xỉa xói với cái người đồng đội của mình, những người tuyến trên của mình, những người trong hệ thống của mình. Được chưa? Các chị em lưu ý này, người nào cũng có công việc hết, người nào cũng máu để làm việc hết. Đôi lúc á, nhiều người á, đầu tiên thì họ hỗ trợ cho mình, đúng không ạ? Thì là bởi vì sao, hệ thống này nó chỉ có hai nhánh thôi, trái và phải. Thì buổi ban đầu khi họ phát triển hệ thống, phát triển ra mình, thì họ gắn cho mình bên tay trái chẳng hạn đi, đúng không ạ? Thì ban đầu họ hỗ trợ cho mình,
Nhưng mà ngày nào họ cũng hỗ trợ cho mình thế thì bây giờ làm sao mà họ phát triển bên còn lại, bên phải? Thì nếu mà họ cứ dồn hết cho mình thôi, lúc nào cũng chăm chú, ngày nào cũng chăm chú cho mình, thì ai sẽ là người giúp cho họ kiếm được tiền để nuôi con, nuôi cháu, nuôi bà, nuôi ông, nuôi bác, nuôi anh, nuôi chị, nuôi em? Hoặc là nuôi chính bản thân họ? Các anh chị em hiểu ý chỗ này không à? Đúng không? Nên á, là các anh chị em phải hình dung rằng là gì? Khi mà mình tham gia vào hệ thống, đúng không? Mình nắm hết đi, mình nắm mọi thứ, mình nắm hết mọi cái hay của công ty rau đi, đúng không? Sau đó thì sao ạ? Chúng ta bắt đầu làm việc. Chúng ta có hai thị trường thôi, trái và phải thôi, đúng không? Chúng ta tập trung vô tìm những người làm sao? Những người thực sự khao khát tìm kiếm một cơ hội để có gì? Để xây dựng được một hệ thống. Để làm gì? Để có thể rằng là gì? Đạt được con đường tự do về tài chính, tự do về thời gian, đúng không? Các anh chị em hình dung ý không? Thì sao? Thì lúc này á, mình giới thiệu ra được một người, mình hỗ trợ cho họ ban đầu, sau đó mình sao? Mình hỗ trợ bên nhánh còn lại. Nhưng mà trong đầu của mình á, đừng bao giờ nghĩ rằng là sao mà tuyến trên á, hỗ trợ tôi, đưa tôi vô đây, giới thiệu tôi vô đây được mấy bữa xong rồi bắt đầu này là đâu mất tích rồi. Đó, hỗ trợ cho tôi được 3 bữa, 5 bữa, 1 tháng, xong rồi đâu mất tiêu, không hỗ trợ tôi nữa. Các anh chị em phải chú ý cho nè. Người ta phải đi làm để người ta phát triển thêm cái của người ta chứ, đúng không? Nên rằng là gì, khi mà mình làm á, thì mình phải coi đây là một công việc kinh doanh của mình. Lúc này mình phải học để mình phát triển cho hệ thống của mình. Ok ha. Ngày hôm nay mình trách tuyến trên của mình sao á, thì bữa sau mấy cái thằng mà tuyến dưới của mình á, mấy cái đứa tuyến dưới của mình nó trách mình y chang như thế các anh chị. Kinh doanh này là kinh doanh sao chép, kinh doanh nhân bản. Các anh chị em mình vô biết. Nên rằng là gì? Nên rằng là khi mà bắt đầu mình làm công việc, mình ráng làm sao mình phải chủ động. Được chưa? Ok ha. Mình phải mày mò cái này, mày mò cái kia, mày mò cái nọ. Chưa biết thì hỏi. Chứ đừng có là không biết mà cứ làm bừa nó phát sinh ra hậu họa hơn, đúng không? Khó xử lý hơn. Các anh chị em nắm hiểu ạ. Nên rằng là gì? Nên rằng là ngày hôm nay chúng ta phải lưu ý, đừng có trách hay là đừng có xỉa xói hay là đừng có nói xấu nói này kia, thằng đó tao làm cho nó hưởng rồi này kia tùm lum. Thế thì vài bữa người khác làm rồi mình hưởng thì ai nói? Các anh chị em hình dung ạ. Ok ha. Nên ngày hôm nay chúng ta phải thay đổi. Khi chúng ta phát triển kinh doanh, ngoài cái chuyện chúng ta kiếm tiền ra, chúng ta phải phát triển nhân cách của chúng ta, phát triển con người của chúng ta. Được chưa? Chúng ta xây dựng cộng đồng mà chúng ta không có tạo ra được cái giá trị cho bản thân của mình, giá trị của mình không tốt thì làm sao tạo ra được cộng đồng tốt được, đúng không? Nếu mà chúng ta cứ theo cái kiểu mà gì làm ăn kiểu chụp dịch đó, thì làm sao mà chúng ta xây dựng được một hệ thống? Các anh chị em mình vô ạ. Ngày hôm nay cứ vô đây cứ nghĩ rằng là gì, chạy 3 bữa để tạo ra được hai thằng nó làm, cái là mình ngủ, mình cũng có tiền. Mơ rồi gì, em không có chuyện đó đâu các anh chị. Các anh chị em hiểu ý không? Có nhiều người họ nghĩ như vậy các anh chị. Nên rằng là các anh chị em phải chú ý rằng là gì, mình xây dựng một doanh nghiệp, đúng không ạ? Bản thân các anh chị em mở công ty ra cũng vậy thôi, các anh chị em mở ra một tiệm tóc cũng vậy thôi, các anh chị em mở ra một cái shop cũng vậy thôi, các anh chị em mở ra một quán ăn cũng vậy thôi, cũng đều có phải văn hóa trong cái quán đó chứ, đúng không? Các anh chị em vô, các anh chị em tuyển nhân viên rồi nhân viên phục vụ hay là những người cùng làm với các anh chị thì các anh chị em đều có những cái giá trị chứ. Tại sao có những người á, mở ra một tiệm tóc, nhiều người họ làm á, thợ hớt tóc họ làm, những người phụ đó làm, họ làm 5 năm, 10 năm họ không nghỉ, họ vẫn vui vẻ. Nhưng mà tại sao có những tiệm sao cứ 3 bữa thay hết ông này, thay hết ông kia? Tại sao có những quán cứ hết thay người này, thay người kia? Là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái ông chủ đó mất dạy quá, bởi vì bà chủ đó vớ vẩn quá, đúng không? Thì nhân viên nó mới nghỉ. Các anh chị em hình dung á. Chứ mà một nơi mà tuyệt vời thì sao? Đâu có ai nghỉ đâu. Các anh chị em hình dung á. Đó, cái vấn đề mà thực tế, trong thực tế mình có để ý không? Mình mà chăm sóc cho những người làm với mình, những người đồng đội của mình, mà ai cũng happy hết, ai cũng vui vẻ hết, thì tự dưng á, là khách hàng nó đến nhiều à. Các anh chị em hình dung, thường thường á, khi người ta đến với một hệ thống á, người ta không phải nhìn một mình đâu. Các anh chị đâu? Mà người ta sẽ nhìn những người xung quanh nữa. Đó, vậy thì có phải rằng là gì? Ngày hôm nay mình cùng với đồng đội của mình cùng với những người xung quanh mình mà ai cũng vui vẻ, ai cũng happy hết, ai cũng có những cái lời nói chuyện rất là tuyệt vời, thì sao? Người ta sẽ hứng thú, người ta sẽ tham gia chứ, người ta sẽ đến với đây.
Bây giờ Vũ hỏi các anh chị đây như thế này đi. Nhiều người họ cũng muốn tham gia vào câu lạc bộ này, câu lạc bộ kia. Tại vì tại sao phải tham gia vào câu lạc bộ làm giàu? Tại sao phải tham gia vào câu lạc bộ doanh nhân? Tại sao phải tham gia vào câu lạc bộ hội họa hay là cái gì đó? Đúng không? Thì khi mà người ta tham gia vào cái câu lạc bộ đó, người ta cũng phải đóng tiền vậy. Vậy thì có phải là khi tham gia vào đó thì người ta phải theo cái chuẩn ở đó, theo những cái quy định đó. Vậy thì ở đây rau cũng vậy thôi. Đúng không ạ? Mình xây dựng lên một hệ thống thì câu chuyện được đặt ra rằng là gì? Ngày hôm nay chúng ta thấy đây rất là nhiều người tham gia cùng với chúng ta. Vậy thì chúng ta có phải rằng là chúng ta đang xây dựng lên một cộng đồng đúng không? Giống như cộng đồng doanh nhân chẳng hạn, hoặc là ví dụ câu lạc bộ doanh nhân, hoặc là những câu lạc bộ mà gọi là hội này hội kia, hội người cao tuổi, hội này hội nọ, đúng không? Thì thực ra chúng ta cũng đang xây dựng như thế. Vậy thì có phải rằng là tất cả chúng ta mà những người mà chủ chốt, những người mà đội, những người mà trong cái hệ thống của chúng ta mà xác định làm việc nghiêm túc lâu dài, thì có phải rằng là những người này mà ai cũng vui vẻ, ai cũng happy, ai cũng muốn giúp đỡ cho nhau thì sao ạ? Có phải rằng là từ từ nó phát triển lớn mạnh không? Đúng không? Ngày hôm nay mình giúp cho một người tiến bạn của mình, đúng không? Đó, nhánh khác của mình trong cái hệ thống của mình, đúng không? Trong cái hệ thống mà tuyến trên của mình, nhưng mà nó ở nhánh khác, mình giúp cho người ta, bữa sau những người đó họ sẽ giúp cho hệ thống của mình. Bình thường thôi, đúng không ạ? Nên rằng là gì? Với cái kinh doanh này, chúng ta cần phải có sự giúp đỡ lẫn nhau, sự tôn trọng lẫn nhau. Để làm gì? Để cùng nhau hợp tác, làm cho nó thành công. Được chưa? Ok ha. Lưu ý lại một lần, đội nhóm là quan trọng nhất. Các anh chị em hình dung, muốn kiếm nhiều tiền, các anh chị em lưu ý này, muốn kiếm nhiều tiền và muốn tự do tài chính và thời gian lâu dài, được chưa? Thì rằng là gì? Hãy đưa tiêu chí đầu tiên lên, đội nhóm là quan trọng nhất. Được chưa? Khi có đội nhóm, làm cái gì cũng được hết. Đội nhóm càng lớn bao nhiêu thì sao ạ? Thì lượng khách hàng tương lai á, nó sẽ nhiều bấy nhiêu. Các chị em hình dung ạ. Ví dụ tham gia vào hệ thống này mà có mình ông Vũ Resident nè, thế thì thua rồi. Tham gia vào một hệ thống mà chỉ có một ông chùm thôi, một ông nó đạt được kết quả thôi, còn những người khác không đạt được kết quả thì dẹp cái chỗ đó đi, đừng có chơi với cái chỗ đó. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không? Các anh chị em hiểu ạ. Vậy thì các anh chị em để nè, với hệ thống Mai Rau Quanh sắp tới đây có hàng chục, hàng trăm người director, thì có phải rằng chúng ta đã tạo ra được 100 cái doanh nghiệp trong một cái hệ thống không? Các anh chị em tưởng tượng đi, nếu hệ thống Mai Rau Quanh mà tạo ra được 100 ông director, thu nhập nhị phân hơn 50.000 euro, được chưa? Mà với số vốn kinh doanh nha, khởi sự nha, không tới, gọi là ta nói quanh quẩn chỉ năm, chỉ từ gọi là từ 2 triệu, từ 2,6 triệu cho tới khoảng tầm 50-60 triệu thôi, đúng không? Khởi nghiệp. Tại vì sao? Cái gói 99 này, 2499 này, mà họ đạt được director đi, cho vòng 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, mà mình xây dựng được 100 ông director như thế này, thì có phải rằng là mình đang tạo ra được 100 doanh nghiệp không các anh chị? 100 ông chủ không? Mà mình không phải trả lương cho ông nào hết, đúng không? Vui vẻ với nhau, mà ông nào cũng giàu hết rồi thì sao? Vui lắm các anh chị, thoải mái lắm các anh chị. Lúc này á, người ta không nghĩ tới chuyện vấn đề tiền nữa, mà người ta chỉ nghĩ làm sao tạo ra nhiều người hơn nữa, giúp cho nhiều người hơn nữa. Cái đó mới cái quan trọng các anh chị. Còn bây giờ Vũ hỏi các anh chị nè, có nhiều người thế thì tiền người sau nó trả cho người trước, cái tiền này rồi ở trong Việt Nam rồi thất thoát rồi tùm lum. Xin thưa với các anh chị em như thế này nè, ngày hôm qua có một người Thổ Nhĩ Kỳ, Turkey, tham gia 2499. Và hệ thống Việt Nam có tới 3 người nhận về, các anh chị biết bao nhiêu không? 900. Tuyệt vời không? Từ Thổ Nhĩ Kỳ mà, từ bữa giờ có nhiều nhóm á, giới thiệu á, mấy chục người bên Singapore tham gia, mấy chục người bên Thái tham gia, mấy chục người bên Nhật tham gia, mấy chục người bên châu Âu tham gia, mấy chục người bên Anh tham gia, mấy chục người bên Pháp tham gia. Tiền từ khắp thế giới các anh chị. Nếu không có hệ thống, nếu không có đội nhóm,
thì không thể tạo ra được thị trường lớn đâu các anh chị. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không? Nếu chỉ có một sức mình thôi, mình chỉ hỗ trợ được có 10 người thôi, mà cao lắm, giỏi lắm, anh nào thiên tài lắm thì cũng hỗ trợ được 100 người thôi. Chỉ cần Vũ hỏi các anh chị em như thế này nè, hệ thống các anh chị mà chỉ cần có khoảng tầm 20 người thôi, gọi lên cho các anh chị em mỗi ngày: Vũ ơi, anh KYC bị lỗi, Vũ ơi, anh muốn đổi email, Vũ ơi, anh muốn đổi số điện thoại, Vũ ơi, anh muốn thay đổi thông tin, Vũ ơi, anh nhập cái tên nó bị sai, Vũ ơi, thì ta nói Vũ ơi, ta nói nhắn như vậy thôi là chết chưa? Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? À? 20 người thôi là các anh chị em đuối rồi, là chết rồi, tiêu rồi, đúng không? Nên các anh chị em phải chú ý rằng gì? Chúng ta phải tạo ra nhiều người director, nhiều người giỏi, được chưa? Nhiều người trong hệ thống để làm gì? Để nhiều người cùng hỗ trợ nhau hơn. Ok, các anh chị mình vô biết. Và thêm một cái nữa đó là gì? Thêm một cái nữa, ngày hôm nay chúng ta có sẵn các công cụ, được chưa? Đối với những người mới, chúng ta nên hạn chế chúng ta nói nhiều, được chưa? Nếu mà các bạn đã giỏi rồi, các bạn mà tài năng rồi, các bạn hiểu hết rồi, các anh chị em nói nhiều không sao. Ok. Nhưng mà nếu chúng ta mới tham gia thôi, những người mà khách hàng á, những người mới á, họ không bao giờ trách các anh chị đâu. Bởi vì các anh chị em phải hiểu rồi này, đừng mang cái tâm lý rằng là mình mới tham gia rồi mình không có kỹ năng, mình không có kiến thức, mình không có này kia, rồi mình chia sẻ người ta sẽ không tham gia. Đừng có bao giờ nghĩ như vậy. Mà mình chỉ cần nói với họ như thế này này, một câu thôi, đơn giản thôi: em thấy cái cơ hội này rất là hay, và em thấy có nhiều người đạt được kết quả lắm anh ơi. Nhưng em chưa hiểu, em mới tham gia thôi. Nhưng mà em nhớ tới anh là anh đang cần tìm một cái cơ hội nào đó, nên em nói luôn cho anh, để anh tìm hiểu. Chứ bây giờ mà chờ em hiểu nữa, mất một tháng, hai tháng em mới chia sẻ cho anh về cái cơ hội này, thì coi như anh đã bị mất cơ hội một tháng tới hai tháng rồi. Đảm bảo không có ai trách các anh chị đâu. Các anh chị em hiểu không? Nhưng mà người ta còn quý các anh chị nữa. Lý do tại sao vậy? Lý do rằng là mới nghe được cái gì hay là chia sẻ cho người ta liền. Các anh chị em hình dung. Còn người ta đón nhận hay không, đó là ở quyền của người ta. Đó là cái khả năng linh tính của người ta đón nhận cơ hội. Đúng không ạ? Chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình có mang tới cho họ là phiền họ, không có. Các anh chị không? Nên ngày hôm nay có cơ hội chia sẻ cho họ, thì đừng có ngại rằng là mình không biết gì để mà nói. Không, em chưa hiểu, nhưng em chỉ nói với anh này nè, em có rất là nhiều đoạn clip từ công ty này. Anh biết tiếng Anh không? Biết tiếng Anh em gửi đường link tiếng Anh, biết tiếng Việt em gửi đường link tiếng Việt. Các anh chị em hình dung biết không? Một cái người á, mà thực sự khao khát đi tìm cơ hội á, họ sẽ đi tìm. Các anh chị nhớ, chỉ có những thành phần mà họ không quan tâm thì họ không đi tìm. Mà các anh chị em cứ muốn họ làm thì các anh chị em mệt lắm các anh chị. Các anh chị em chú ý chỗ đó. Nên rằng là gì? Khi mà mình làm á, mình phải chú ý mấy cái chuyện này. Bởi vì đừng có ép người khác làm. Việc của mình là gieo hạt, việc của mình là chia sẻ cơ hội, được chưa? Mình hôm nay mình biết được nhiều thì mình chia sẻ nhiều, mình không biết nhiều thì mình cứ lấy đường link mình chia sẻ cho họ. Có rất là nhiều đoạn clip đã làm ra rồi, cứ chia sẻ cho họ thôi, đúng không? Mà họ không đón nhận không sao cả, phải vui vẻ bình thường, đúng không? Không phải ai cũng đón nhận. Các anh chị em để đi, đâu phải ai cũng thích ăn, sở thích món ăn giống như mình đâu, đâu phải ai cũng muốn cắt kiểu tóc giống mình đâu, đâu phải có ai cũng muốn rằng là mặc cái áo giống mình đâu, đúng không ạ? Nên rằng là mình không thể ép mọi người giống như mình được. Nhưng khi mình chia sẻ từ từ thì có những người họ nhận ra. Khi họ nhận ra thì sao ạ? Hoặc là sự ân cần của mình, sự nhiệt tình của mình, thì từ từ mình mổ xẻ ra cho họ. Thì sao? Họ thấy được vấn đề. Thì khi họ thấy được vấn đề thì họ làm thôi. Đúng không? Ok chưa? Thoải mái vô, đừng có đặt nặng quá. Nhưng hãy nhớ nè, đội nhóm là quan trọng nhất. Đội nhóm là quan trọng nhất. Các anh chị em muốn kiếm được 1.000 đô, 5.000 đô, 10.000 đô thì khách hàng là quan trọng nhất. Nhưng muốn kiếm được triệu đô,
đội nhóm là quan trọng nhất. Được chưa? Ok ha. Đó là cái phần mà Vũ muốn chia sẻ đến với các anh chị, để các anh chị em hình dung ra rằng là gì? Đội nhóm là quan trọng nhất. Tuyến trên của mình là quan trọng nhất. Được chưa? Nhưng phải là tuyến trên đàng hoàng nha. Tuyến trên phải có cam kết làm việc nha. Tuyến trên mà cái kiểu mà lăng nhăng á, chạy vòng ra nè. Đúng không? Thì dẹp cái tuyến trên nó qua bên đi. Các chị em hình dung á, tuyến trên mà chỉ có nghĩ tới tuyến trên thôi á, mà không bao giờ nghĩ tới cho toàn hệ thống á, đúng không? Tuyến trên mà không có trách nhiệm trong quá trình làm việc á, dẹp cái thằng tuyến trên nó đi qua bên đi. Được chưa? Ok các chị ha. Tuyến trên mà ta nói mới giới thiệu mình ngày hôm nay cái sân này, sau ngày mai giới thiệu mình sân kia, mốt giới thiệu mình sân nọ kia, giới thiệu sân kia, dẹp cái tuyến trên nó đi qua bên đi. Ok các anh chị vô ạ. Tốt nhất các anh chị em phải chú ý rằng là gì, mình á có hai điều mình cần phải nhớ. Thứ nhất là mình phải kiếm được những người đồng đội cùng chung quanh chúng ta, cùng làm chúng ta. Nếu xác định mà gọi rằng là gì, xác định mà làm lớn thì cần phải có đồng đội. Được chưa? Cần phải có tuyến trên để hỗ trợ, cần phải có những người tuyến dưới nhiệt tình để làm gì, để thúc đẩy tinh thần chúng ta. Cái tuyến dưới mà chúng ta mà cứ làm giỏi thì sao, tự dưng chúng ta cũng phải giỏi hơn. Chúng ta phải sao cố gắng lên để làm gì, để mình giỏi, không là nó nhìn mình là nó chê mình. Mình tự giả vờ mình đưa ra một cái ý như vậy đi, để làm gì, để mình có động lực cố gắng hơn. Các chị em vô. Rồi những người xung quanh của mình nè, cái ông đó ví dụ chẳng hạn giống bây giờ có 10 ông director đi, hay là 100 ông director đi. Vũ nói với các anh chị em như thế này nè. Director á, đã là director rồi đúng không? Thì đã có hệ thống rồi. Mà các anh chị em mà đi hỏi nhờ cái ông director đó, mà ông director nói làm sao, bên đó dở lắm hả, tuyến trên bên đó dở lắm hả, qua đây đi anh làm cho, anh qua đây với anh làm, anh hỗ trợ cho, là phải xem lại nha, báo cáo về trung tâm nha. Các chị em vô, đi qua giúp đỡ hỗ trợ cho nhau, chứ đừng có lôi kéo nhau, như vậy nó không có tốt. Các anh chị em hình dung ha. Nên rằng là đôi lúc mình á, có nhiều người mới họ ngây thơ lắm các anh chị. Nói chung rằng là chỉ đâu làm đó, nghe đâu làm đó, ta nói ngây thơ cực kỳ luôn. Các anh chị em vô. Nên các chị em phải chú ý đối với những người mới, những người chưa biết về gì trong lĩnh vực này, thì cần phải chú ý. Được chưa? Đó là gì? Khi mà mình thấy ông director đó, hay mình thấy cái người đó họ có khả năng, đúng không? Mà không phải là tuyến trên của mình, nhưng mà cùng làm trong cái hệ thống của hệ thống MyRowOne, thì sao? Mình nhờ họ, nếu mà họ giúp được thì sao? Thì đó là điều tuyệt vời. Nếu mà họ không giúp được thì đâu, mình sẽ nhờ một cái ông khác. Các anh chị em hình dung ý á. Các anh chị em này, đừng có ngại ngùng trong cái việc là nhờ sự hỗ trợ. Cuộc đời này á, ai cũng cần sự hỗ trợ các anh chị. Các anh chị em vô không? Các anh chị em muốn thành công, các anh chị em phải mở miệng ra, các anh chị em nhờ sự hỗ trợ. Nhưng phải làm sao? Việc đầu tiên, hãy liên hệ với ông trực tiếp của mình. Được chưa? Rồi kêu ông trực tiếp của mình á, anh không biết đâu, hỏi cái ông kế tiếp. Đó, đó là những cái rất là hay. Các anh chị em đừng có ngại rằng là gì, vỗ tay cho những người xung quanh của mình để giúp cho những người ta thành công. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình cầu chúc cho những người khác thành công thì sao ạ? Thì tới một ngày người đó họ cầu chúc mình thành công. Các anh chị em vô không? Ngày hôm nay các anh chị em để đi, chúng ta đang bị vướng cơn đại dịch nên chúng ta không có tổ chức được sự kiện. Thế thì bây giờ Vũ hỏi các anh chị đi, các anh chị em xây dựng trong một hệ thống, các anh chị có được 100 người, 200 người, đúng không ạ? Và các anh chị em lên được director. Thế nhưng mà trong sự kiện 1.000 người hay 10.000 người, mà ai cũng nghĩ tới cái thằng đó nó làm dây khác, nhóm khác, nó lên director, thì sao? Thì mình không quan tâm. Thế thì cái hội trường đó thì vậy chỉ có nhóm các anh chị vỗ tay cho các anh chị thôi à? Đâu có được, đúng không? Vậy thì có phải rằng là trong một cái sự kiện 1.000 người, mặc dù trong hệ thống đó chúng ta chỉ có 50 người, 20 người, 10 người thôi, nhưng mà chúng ta đạt được kết quả tốt. Khi các anh chị em đứng lên sân khấu đi, 1.000 kia người vỗ tay các anh chị, có phải rằng các anh chị em nổi tiếng trước 1.000 người không? Các anh chị em vô. Ca sĩ giàu nhờ cái gì các anh chị? Ca sĩ nhờ giàu nổi tiếng, đúng không? Đúng không? Diễn viên cũng vậy thôi, giàu cũng nhờ sự nổi tiếng. Mà cái ông nào mà càng nổi tiếng thì sao ạ? Được nhiều người biết tới thì cái ông đó càng giàu,
đúng á, các anh chị em hình dung á, nhưng mà phải nổi tiếng đàng hoàng nha, phải là phải có chất lượng, gọi là phải có chất lượng. Thì có phải rằng các anh chị em hình dung đây này, một sự kiện 10.000 người, nhưng mà thực ra các anh chị em chỉ có được 100 người hoặc 500 người thôi. Vậy có phải rằng là 9.500 người kia là họ ở nơi khác đúng không? Mà các anh chị em đứng lên sự kiện 10.000 người đi, có phải là 9.500 người kia vỗ tay cho các anh chị? Đúng không? Họ cầu chúc cho các anh chị em thành công, họ chúc mừng các anh chị em đã đạt được kết quả. Có phải là các anh chị em nổi tiếng trước 10.000 người không? Các anh chị em hình dung ạ. Đây là một cái gì nữa? Đây là một cái hình thức. Đây là một cách để làm gì? Để chúng ta cùng nhau thành công. Chúng ta cùng nhau cổ vũ với nhau. Để làm gì? Để chúng ta đạt được những kết quả lớn. Đúng không? Ok chưa? À, đó là những cái ý mà Vũ muốn chia sẻ để cho các anh chị em hãy thoải mái tinh thần ra. Được chưa? Mình làm, mình phải thoải mái. Ok ha? Đó, mình hôm nay mình chưa làm được, không sao cả. Đâu có phải rằng là gì? Đi học xong là ra làm được được đâu. Đâu phải là cứ học xong là ra là giàu đâu. Đâu có phải là đi học khóa dạy làm giàu xong, học xong là ra làm giàu được đâu. Có đâu. Đúng không? Đâu có phải học xong lớp giám đốc là ra làm được giám đốc đâu. Nó phải có thời gian. Được chưa? Nhưng nếu có đội nhóm, nếu mà có những người xung quanh, đúng không? Kết hợp với nhau, hỗ trợ cho nhau, thì chúng ta sẽ có thể tạo ra được một cái gì đó nó lớn lao hơn. Ok chưa? Ok ha. Bên cạnh đó có nhiều người á, họ còn ngại như vậy này. Họ còn không dám sâu ra cái myrawan.com các anh chị. Họ sợ rằng là gì? Mình mà giới thiệu người ta tới myrawan á, là người khác đi, đi theo những người khác. Các anh chị em chú ý này. Trên các đoạn video clip á, Vũ để myrawan.com. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó sẽ giúp cho hệ thống MyRawan lớn mạnh. Được chưa? Và nó luôn luôn tạo ra được cái lượng khách hàng mới đến. Ok, để tất cả chúng ta cùng thành công. Các anh chị em nắm ý không? Mà có nhiều người á, họ tô, họ xóa, họ che đi. Để làm gì các anh chị? Bởi vì người ta sợ rằng là sẽ vào MyRawan á, sao ạ? Sẽ là sao? Sẽ người ta sẽ đi làm với những người khác. Đừng có nghĩ vậy. Các anh chị em chú ý nè, cái người nào mà hợp với chúng ta, cái người nào mà chọn chúng ta, cái người nào mà cùng ok với chúng ta, nó gọi rằng là gì? Đến với nhau một cách tự nhiên, đến với nhau một cách là thoải mái, thì sao ạ? Thì hợp tác mới lâu dài. Các anh chị vô ạ, chứ mà mình chia sẻ cho họ, mà họ không thích làm với mình, họ đi làm với người khác, cũng không sao cả. Rất là tuyệt vời các anh chị. Cho Vũ xin phép xíu nha. Anh chờ em xíu nha. Mấy phút thôi, em đang làm việc. Các anh chị em hình dung biết không? Nên rằng là chúng ta phải có một cái tinh thần là gì? Thoải mái. Ai mình chia sẻ, họ làm với mình, vỗ tay, chúc mừng, tốt. Tôi với anh cùng nhau hợp tác làm, thành công. Ok. Còn những ai mà mình chia sẻ họ, mà họ không làm với mình, họ đi làm với người khác, thì mình cũng chúc mừng luôn. Các anh chị nhớ, bởi vì sao vậy? Bởi vì mình chia sẻ cho họ, họ đón được, nhận được cơ hội và họ làm với người khác. Bởi vì sao? Người đó họ muốn làm với người kia bởi vì họ thấy được một cái điểm gì đó ở người đó có thể giúp cho họ, họ cảm thấy an toàn hơn. Thì không sao cả, để cho họ làm với người kia. Vũ nói thử thật, bởi vì Vũ có kinh nghiệm trong cái việc này mười mấy năm rồi. Nên Vũ cũng chia sẻ các anh chị em như thế. Đó là gì? Thoải mái các anh chị. Chỉ có những người đến với chúng ta bằng sự chân thành, bằng sự một cái sự gì hợp duyên, nó gọi là giống như hợp duyên, thì nó cùng nhau chúng ta sẽ tạo lên được nhiều thứ tốt đẹp hơn, lớn lao hơn. Nhưng mà những người nào mà đến với chúng ta, đúng không? Hoặc là mình chia sẻ cơ hội đến với những người đó mà người ta không hợp với mình, người ta đi làm với người khác, thì cũng không sao cả. Các anh chị vô, bởi vì á, mình vẫn phải vui vẻ bởi vì mình đã trao cho họ cơ hội. Đúng không? Một ngày nào đó người đó thành công, người đó thực ra trong lòng người ta vẫn cảm ơn mình. Tại sao vậy? Bởi vì mình đã gì? Đã mình trao cơ hội cho họ. Các anh chị em hình dung biết. Nên rằng là gì? Nên thì các anh chị em phải chú ý rằng là phải nhớ một điều, họ làm với mình á thì là tuyệt vời, hai bên cùng với nhau hợp tác cùng làm. Họ không làm với mình không sao cả, họ làm với người khác bởi vì họ cảm thấy người khác hợp hơn. Đúng không? Nên là gì? Họ làm với người đó không sao cả nha. Thoải mái tinh thần. Lưu ý,
Nhưng ở đây có một lưu ý, đối với nhiều hệ thống khác thì chúng ta lại không được hưởng, nhưng đối với cái vấn đề này thì sao ạ? Thì là chúng ta lại được hưởng. Bởi tại sao vậy? Bởi dù họ làm hệ thống khác, nhưng khi họ xây dựng hệ thống khách hàng lớn, có nghĩa là đã giúp cho Rao thành công. Mà khi giúp cho Rao thành công thì sao ạ? Thì cổ phiếu giá trị của mình nó tăng lên, đúng không ạ? Mình được hưởng nhiều cổ tức hơn, hàng tháng mình được chia nhiều tiền hơn trong các cái bể tài chính. Ok chưa? Vấn đề quan trọng là làm sao có nhiều người đến với Rao, đúng không? Nhưng mà mình vẫn luôn cầu chúc rằng là gì? Đến với mình nhiều thì đó là tuyệt vời cho mình, đúng không? Nhưng mà mình vẫn phải mong chờ, mình phải cầu cho những người khác cũng được như thế. Chứ đừng bao giờ mà mình cứ cầu hệ thống mình lúc nào cũng là tốt nhất, mạnh nhất, đúng không? Mình làm ok nhất, rồi mấy thằng kia là dẹp qua bên, cầu cho nó đừng có làm được. Thế thì thua rồi, đúng không? Tất cả chúng ta mà cùng chung nhau tạo ra cái hệ thống Rao này nó tốt đẹp hơn, nó lớn mạnh hơn, thì sao ạ? Thì cứ hàng quý chúng ta được chia nhiều hơn nè, hàng tháng chúng ta được chia nhiều hơn nè, đúng không? Rồi á, tiếng tâm của Rao tốt thì sao? Hệ thống của chúng ta phát triển tốt, thì có phải rằng chúng ta max out tuần nào cũng 20 ngàn, 20 ngàn, nhưng mà trong tương lai thì Rao có thể rằng là gì, nâng cái mức nó lên tới 75 ngàn một tuần các anh chị, được chưa? Ok ha. Các anh chị em nào muốn nhận lên tới 75 ngàn một tuần thì sao? Thì cần phải phát triển hai nhánh trái và phải thật là mạnh. Ok ha. Rồi, một lần nữa thì cho Minh Vũ xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em một buổi tối bình an, một buổi tối yên lành và một buổi tối có giấc ngủ ngon, được chưa? Ok, đó là cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, và hy vọng rằng là sau buổi ngày hôm nay các anh chị em sẽ nhận ra được một ý nào đó, được chưa? Một ý nào đó để làm sao để giúp cho cái hệ thống của chúng ta phát triển tốt hơn, đồng thời bảo vệ được cái tài sản mà chúng ta đang có. Ok ha. Bên cạnh đó, chúng ta hãy hợp tác với nhau để tạo ra một cái tình đồng đội nó tốt đẹp hơn, nó gắn kết hơn. Để sao? Để chúng ta tạo ra được một cái hệ thống lớn để giúp cho nhiều người đạt tới tự do tài chính hơn, tự do thời gian hơn. Ok ha. Rồi lời cuối, Vũ xin gửi lời chúc chúc Hoài ha. Cái tật của Vũ là hay chúc người khác, nên là cứ lỡ cái hay là cứ hơi chúc. Lần cuối, bây giờ Vũ sẽ nhấn mạnh hai câu, được chưa? Đồng đội, được chưa? Hệ thống là quan trọng nhất, được chưa? Ok, có hệ thống, có đồng đội, thì cái việc kiếm triệu đô hay là con đường tự do tài chính và tự do thời gian, nó sẽ dễ dàng hơn và nó lâu dài hơn, được chưa? Còn những anh chị em nào mà yêu thích, mà phát triển á, thì sao? Phát triển hệ thống và phát triển lớn hơn nữa, thì hãy nhớ một câu như thế này nè: raise yourself to help mankind, có nghĩa là hãy tự nâng mình lên để giúp những người khác. Ok ha. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại tất cả các anh chị em.